Nam Nguyễn, xin chào tất cả các bạn độc giả yêu truyền thân mến. Hôm nay, mình xin gửi đến các bạn phần 4 của bộ truyện Kim Kiếm Tàn Cốt Lệnh. Chương 15, nhân vật Kim Kiếm Hiệp. Lam Y Nhân đi ngang qua, Mậu Văn quay đầu nhìn theo, thấy người đó cũng quay lại nhìn mình, chàng bất giác đỏ mặt quay đầu lại nhưng trong lòng vẫn mê mẩn như say. Mao Văn Kỳ dầm nhẹ chân, nói giọng hờn dỗi. Người ta hỏi Văn Ca, sao Văn Ca không trả lời, lẽ nào điếc hay sao? Mậu Văn nhìn thiếu nữ ngang bướng, chân tình này, trong lòng nổi lên bao niềm cảm xúc. Chàng hướng ánh mắt nhìn về phía Khánh Phúc Trường Tửu Điếm, nói. Chúng ta vào khách điếm rồi nói không được sao? Buổi xem kìa, người trên đường đều nhìn chúng ta cả đấy. Mao Văn Kỳ nhìn hai bên đường, quả nhiên có mấy mươi luồng nhãn quang đều tập trung vào bọn họ, nàng bất giác ửng hồng đôi má, nhưng lại bĩu môi nói. Nhìn thì nhìn, có can hệ gì. Nhưng rồi cũng đi theo Mậu Văn vào khách điếm. Vào đến khách điếm, Mao Văn Kỳ luôn miệng hỏi về lai lịch, gia thế và chỗ ở của Mậu Văn, vì đoạn đường đến Hà Bắc không còn bao xa, ngày biệt ly đã sắp đến với họ. Mao Văn Kỳ tuy không muốn xa rời Mậu Văn, nhưng cũng không thể không đến nơi sư phụ ẩn cư. Nàng hỏi rõ ngọn ngành là muốn Mậu Văn nói lên lời hẹn ước. Nhưng Mậu Văn vẫn trả lời quanh, chàng làm cho Mao Văn Kỳ nổi giận, bỏ về phòng mình. Mậu Văn vẫn mỉm cười, cũng không đi theo tiến nàng. Chàng chấp tay đi quanh phòng, sau đó hỏi tên tiểu nhị mượn bút mực nhưng vẫn bỏ trên bàn chứ không viết gì. Một lát sau, Mao Văn Kỳ không chịu nổi sự trống vắng không có chàng, bèn quay trở lại phòng Mậu Văn cùng trò chuyện với chàng bằng những lời nói dịu dàng. Mậu Văn vẫn mỉm cười lắng nghe. Đến lúc Mao Văn Kỳ cảm thấy đôi bờ mi nặng trĩu mới quay trở về phòng để ngủ. Mậu Văn tiến theo chân nàng. Mậu Văn ngồi cạnh giường, ngắm nhìn nàng đang thả hồn vào giấc ngủ nồng say, trên đôi môi đỏ mọng của nàng chớm nở nụ cười, như đang chìm vào giấc hảo mộng. Chàng đắm nhìn với ánh mắt trìu mến, đưa nhẹ tay ra định nắm lấy cánh tay nõn nà của nàng. Nhưng tay vừa đưa ra, lập tức co lại ngay. Mậu Văn lặng lẽ quay trở về phòng. Cúi đầu trầm tư một hồi, chàng ngồi xuống bên bàn cầm bút lên viết, người mặc áo xanh lam, ngoài 30 tuổi, nét mặt kiên nghị, giữa hai chân mày có nếp nhăn, đôi mắt sáng, nên lưu ý đến lai lịch và hướng đi của người này. Nếu cô được tin tức hãy báo cho tôi biết ngay. Mậu Văn đặt bút xuống, trầm mặc giây lát lại viết tiếp. Mao Cao đã trở về Hàng Châu, lưu ý theo dõi sát bọn họ. Lúc này Hầu Lâm nếu có hành động cũng nên lập tức báo tôi biết. Các người cũng nên thận trọng, hãy nhớ lấy. Viết xong, Mậu Văn xem lại một lượt rồi xếp bức thơ thành một hình vuông nhỏ nắm trong bàn tay, lặng lẽ đi ra cổng. Chàng đánh mắt nhìn quanh, một tay đại hán giả dàng dẫn đường từ trong bóng tối bước ra. Mậu Văn hơi duỗi ngón tay ra, bức thư đó đã bay sang bên tay người kia. Nhận bức thư xong, tay đại hán bước đi như không có chuyện gì. Mậu Văn vẫn đứng ở cổng, đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt vừa di động, trong lòng bỗng giật thót lên. Thì ra nhân vật Lam Y Nhân không biết xuất hiện lúc nào cũng đang đi tới, mỉm cười nhìn Mậu Văn. Chàng cảm thấy kỳ quái, liền cúi đầu quay trở về khách điếm, ngoảnh đầu lại nhìn thì người đó đã biến mất. Mao Văn Kỳ ngủ như chết, nàng thả giấc từ giờ Tuất cho đến giờ Tí vẫn chưa tỉnh. Còn Mậu Văn vốn cả ngày có vẻ mệt mỏi đờ đẫn, giờ thì sao? Lúc này Mậu Văn chẳng hề mệt mỏi, bảo gà tiểu nhi đem rượu đến, chàng uống hết hai bát rượu nóng, ăn một ít thức ăn, rồi tựa người ở giường trầm mặc suy nghĩ. Mậu Văn đang nghĩ gì? Đương nhiên không có ai biết được. Chỉ thấy trên nét mặt của chàng lúc thì bi thương, có lúc phẫn nộ, và cũng có lúc lại mỉm cười, tợ như rất đắc ý với những điều mình đã làm. Nhưng rồi đôi mày chợt nhíu lại. Tiếng trống canh hai từ xa xa vòng lại, khách điếm trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng mèo hoang kêu trên nóc nhà. Nhưng Mậu Văn vẫn chưa ngủ, đêm càng ngã về khuya, bao dòng suy nghĩ trong đầu chàng càng nổi lên như sóng chiều. Tiếng mèo hoang càng lúc nghe càng rùng rợn, lại kêu ngay trên nóc phòng của Mậu Văn. Chàng cau mày nhẹ nhẹ đứng dậy, đi đến đẩy song cửa nhìn, bên ngoài là vườn hoa, những cánh hoa đang rung rinh cười cùng gió xuân tở như những nàng tiên đang múa. Lúc này khung cảnh vắng lắng, nhưng tiếng mèo kêu càng lúc càng náo ruột.
Mậu Văn quét ánh mắt nhìn một lượt, sau khi xác định trong khu vườn không có người, chàng búng nhẹ người lướt qua song cửa. Thân hình chàng tợ như làn khói mỏng, đến giữa không trung liền bẻ ngoặc lại đáp xuống trên nóc nhà. Đôi mắt xanh lè của con mèo hoang chăm nhìn về phía chàng, dường như cũng đang khiếp hãi bởi khinh công kinh thế hãi tục của chàng. Nó liền nép mình sát mái ngói. Mậu Văn lướt đi trên mái ngói không hề phát ra một tiếng động nhỏ, phất tay áo một cái, con mèo ngao một tiếng tới phóng qua mái ngói phía bên kia và biến mất. Mậu Văn thoạt hiện nụ cười, bỗng nghe phía bên kia có tiếng cười nhẹ nói. Thân thủ các hạ thật phi phàm. Mậu Văn giật mình, trầm giọng quát. Ai? Tiếng cười vẫn vọng lại, một người vận trang phục màu đen vụt đứng dậy và lao đi như làn tên vút giữa không trung. Mậu Văn hành tung đã bị lộ, đâu chịu để cho đối phương trốn thoát, tức tốc phóng người đuổi theo, miệng quát. Bằng hữu, dừng lại cho ta. Nhưng hắc y nhân thân pháp không phải tầm thường. Mậu Văn tuy phản ứng rất nhanh thế nhưng khoảng cách giữa song phương cũng đã xa ngoài bốn trượng. Khinh công của hai người đều xấp xỉ như nhau, mới mấy lần thăng giáng đã cách khách điếm ngoài mấy mươi trượng. Mậu Văn trong lòng lạnh đi thầm nghĩ. Khinh công của người này ta không ngờ tới, nếu hắn ta chính là Mao Cao thì thật đáng lo. Nghĩ đến đó, Mậu Văn liền tăng tốc lực muốn bắt cho được đối phương. Nhưng hắc y nhân chạy trước vốn đã cách đến 7-8 trượng. Mậu Văn cố rút ngắn khoảng cách cự ly giữa song phương cũng chỉ rút lại còn độ 4 trượng. Mậu Văn thầm kinh ngạc thân pháp của đối phương cũng đâu thể không kinh ngạc bởi khinh công của chàng. Một thiếu niên thư sinh non nớt lại có công lực cái thế như vậy, nếu không tận mắt nhìn thấy thì nói ra không có ai tin nổi. Hai người lướt đi như sao băng điện xẹt, trong nháy mắt đã thấy phía trước là một cánh rừng. Mậu Văn càng cấp hoàng, biết rằng nếu để đối phương lọt vào rừng thì không tài nào bắt được. Lúc này đang ở trên cánh đồi hoang, Mậu Văn không chần chừ gì nữa, liền quát. Hảo bằng hữu hà tất phải giấu đầu lộ đuôi, bị thử đều là nam nhi hán tử, có gì thì đối mặt hẳn lời giao đàm, bằng hữu nếu chạy tiếp thì chớ trách ta không khách khí. Hắc y nhân cất giọng cười ha ha, vẫn không dừng bước tiếp lời. Các hạ hà tất phải khách khí, nếu nói là giấu đầu lộ đuôi, e rằng chính là các hạ đấy. Mậu Văn thầm kinh ngạc đối phương cũng đã tiến gần vào cánh rừng, liền lấy từ trong người ra một ám khí, miệng quát. Bằng hữu, ngươi nếu không dừng ta sẽ dùng ám khí đấy. Tình huống lúc này đáng lẽ không nên như vậy, nhưng Mậu Văn không muốn ám hại người từ sau lưng, bởi vậy mới nói ra lời đó. Rất tốt, tài hạ đang muốn chiêm ngưỡng cao chiêu của các hạ và lại vốn đã biết thủ pháp phát ám khí của các hạ từ lâu, là bậc cao nhân nhất đẳng, xin các hạ cứ đồng thủ. Mậu Văn vung tay phải, một ám khí phát ra kèm theo tiếng gió bay thẳng vào lưng đối phương. Dùng huyền lực để tung ám khí bay xa ngoài bốn trượng, thủ pháp đó đúng là cao nhân nhất đẳng, đúng như hắc y nhân đã nói. Ám khí bay sát vào lưng, nhưng không ngờ hắc y nhân vẫn không quay đầu lại, chỉ thấy cổ tay xoay ngược lui sau, cũng phát ra một ám khí. Keng, một tiếng nhẹ vang lên, hai luồng ám khí đánh chúng vào giữa không trung rồi cùng rơi xuống đất. Hắc y nhân lại cất giọng cười vang, đột ngột dừng lại quay đầu nhìn Mậu Văn đang lao tới như bay. Dưới ánh sao khuya mờ nhạt, Mậu Văn vận nhãn lực nhìn thấy ấm khí của chàng phát ra bị đối phương tung ngược ám khí đánh rơi xuống đất, trong lòng thầm chấn động, liền dừng lại theo, trong đầu thoáng hiện dòng suy nghĩ. Người này không quay đầu nhìn, lại dễ dàng đánh trúng ám khí của ta, thân thủ quả kinh người, ám khí của người này phát ra cũng màu vàng, lẽ nào thật sự chính là hắn ta? Nên biết rằng Mậu Văn niên kỷ tuy trẻ, nhưng từ khi lọt lòng đã bắt đầu học võ nghệ. Người dạy võ công cho chàng ta đều là những cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm thiên hạ, do vậy chàng cũng tự biết rằng trong võ lâm phong trần hiệp sĩ tuy nhiều, nhưng nếu tìm người có võ công như chàng, e rằng không nhiều. Nếu luận về tuyệt nghệ thính phong biển vị, nghe tiếng gió để xác định vị trí thì không có gì đáng kinh ngạc, nhưng ám khí từ tay Mậu Văn phát ra bay tới với một lực kinh hồn thế mà đối phương đánh rơi một cách dễ dàng, không biết từ đâu lại xuất hiện cao thủ võ lâm này.
Mậu Văn chú mục nhìn, thấy đối phương cũng đang chăm nhìn mình, đôi mày kiếm vắt ra tận tóc mai, giữa trán có nếp nhăn, thì ra là chàng thư sinh vận trang phục màu xanh nhạt mà chàng vừa gặp trên đường hồi chiều, vì trong đêm tối nên nhìn nhầm màu đen. Lam Y thư sinh gật đầu chào Mậu Văn, nói giọng nhã nhặn. Đêm khuya quấy nhiễu các hạ thật quá đắc tội, mong các hạ thứ cho. Mậu Văn cũng cười lớn đáp lại. Hai chữ quấy nhiều quả không dám đương. Tài hạ tuy ngu muội, nhưng hôm nay đứng trước các hạ, liền biết rằng các hạ là cao nhân. Nhưng, đôi mày kiếm hơi dương lên, chàng nói tiếp. Các hạ đêm khuya đến đây, không biết có gì chỉ giáo. Các hạ là rồng giữa bầy người, tài hạ vốn ngưỡng mộ từ lâu, nhưng không có duyên làm quen, nên dùng hạ sách này. Lam Y thư sinh nói xong, chợt dịch chuyển cước bộ cúi người xuống đất. Mậu Văn bất chợt nhíu mày, liền lướt người tới như gió, nhưng đã muộn, Lam Y thư sinh lùi lại ba xích, hai ám khí dưới đất đá nằm gọn trong tay, đó là hai thanh kim kiếm giống hệt nhau như đúc. Mậu Văn thấy vật mình định lấy đã bị đối phương lấy mất thầm kinh ngạc. Người này thân thủ nhanh thật. Lam Y thư sinh so sánh hai thanh kim kiếm, mỉm cười nói. Quả nhiên hoàn toàn giống nhau. Anh ta chợt à một tiếng, lẩm bẩm. Lấy máu trả máu, lấy máu trả máu. Rồi dùng hai ngón tay kẹp đầu mũi kiếm đưa qua cho Mậu Văn nói. Thanh kiếm này là của các hạ. Ha ha, nếu không có mấy chữ khắc trên kiếm thì tài hạ không nhận ra. Mậu Văn trên nét mặt không có một biểu hiện gì, lặng nhìn thanh kiếm trên tay đối phương, chợt ngẩng đầu cười một tràng dài, nói. Các hạ ắt chính là kim kiếm hiệp danh truyền võ lâm, tài hạ nghe danh đã lâu, không ngờ hôm nay được gặp mặt. Chàng từ từ đưa tay ra cũng dùng hai ngón tay kẹp phía đầu kia thanh kiếm. Cả hai lúc này tuy đều giữ nụ cười trên mặt, nhưng cùng ngầm vận chân khí toàn thân quán chú ở tay phải dồn cả ra hai đầu ngón tay. Chỉ trong tích tắc thanh kim kiếm bị lực ở hai tay của song phương làm dẹp và dài ra. Lam Y thư sinh cười ha hà thu hồi tay lại, nói. Thảo nào trên giang hồ truyền ngôn, nói rằng công lực của kim kiếm hiệp càng ngày càng cao, hành sự cũng càng lúc càng xuất quỷ nhập thần, thì ra là do các hạ tạo nên. Tài hạ tuy không có tâm chiếm lấy mỹ danh, nhưng lời người truyền tụng tài hạ cũng có ảnh hưởng. Mậu Văn nhìn thanh kiếm đã biến thành như một khúc côn dài, tiếp lời. Tài hạ vừa rồi vốn cũng cảm thấy kỳ quái trong tiểu trấn Túc Thiên này sao lại có cao thủ như vậy, lúc này mới biết thì ra là kim kiếm hiệp. Nghĩ rằng các hạ nghe trên giang hồ có vận nguy tạo, bởi vậy mới đến tra xét chứ gì. Cánh tay vung lên, thanh côn kiếm trong tay văng ra xa cắm xuống đất, còn lại chuôi kiếm rung liên hồi. Lam Y thư sinh vẫn giữ nụ cười trên môi, chậm rãi nói. Các hạ trách nhầm tai hạ rồi. Nghĩ rằng các hạ lấy danh kim kiếm thuần thiên hành đạo, diệt gian trừ ác, tài hạ cũng muốn như vậy nhưng không thực hiện được. Tài hạ đang hận vì không được như vận ngụy tạo của các hạ. Mậu Văn hơi đỏ mặt thầm nghĩ. Nghe nói kim kiếm hiệp là một nam hán tử khẳng khái lỗi lạc, hôm nay gặp mặt quả nhiên không hư giả chút nào. Ta mạo danh hành sự hắn không những không gây hấn, lại còn đối với ta như vậy. Nghĩ đến điều đó, Mậu Văn nhìn Lam Y thư sinh với ánh mắt đầy thiện cảm. Nên biết rằng Mậu Văn mồ côi từ nhỏ, thân mang nặng mối huyết hải thâm cừu, cừu gia đều là những nhân vật hùng bá trong giang hồ. Chàng tự biết rằng tuy có cơ duyên xảo hợp đã lấy được trong tay vật mà thiên hạ dù trong mộng cũng khó mong cầu, nhưng tự mình nếu muốn báo thù e rằng không phải là chuyện dễ. Vì vậy mình nhận Mậu Văn hành sự vô cùng thận trọng, sợ hành tung bại lộ, bị người khác biết rõ chân tướng, đại sự sẽ khó thành công. Lam Y thư sinh đôi mắt như sao luôn chú nhìn vào mặt Mậu Văn, nét mặt vẫn không có biểu lộ gì, nhưng tinh thần dường như đang biến chuyển liên tục. Hai người chú mắt nhìn nhau, Mậu Văn thầm than một tiếng, trầm giọng. Tài hạ thân phận đau thương, lòng mang nhiều nỗi trắc ẩn không nói thành lời được, có mạo phạm mỹ danh của các hạ, mong lượng thứ cho. Ngừng lại giây lát, chàng chuyển giọng. Các hạ là nam nhi lỗi lạc, khẳng khái anh hùng, tài hạ cũng đang mong kết nghĩa tương giao, mong sau này có duyên tái hợp. Lam Y thư xin tiếp lời. Tài hạ tính thủy mộc tiền danh phương chính, đến giờ vẫn chưa được thỉnh giáo cao danh quý tánh của các hạ.
Không ngờ anh ta vừa nói ra lời đó, Mậu Văn bỗng trầm hẳn nét mặt lại, quay người định đi. Kỳ Mộc Phương Chính ngạc nhiên thầm nghĩ. Ta muốn có hảo tâm muốn kết thân với ngươi, sao ngươi lại tỏ thái độ như vậy? Kỳ Mộc Phương Chính không biết thân thế Mậu Văn là một bí ẩn, người nào hỏi đến tính danh của chàng, chính là phạm đến điều tối kỵ của chàng. Kỳ Mộc Phương Chính liền hừ một tiếng, nhảy tới cản đường. Mậu Văn lạnh giọng. Ý các hạ muốn gì? Kỳ Mộc Phương Chính nhướng mày nói. Tài hạ thỉnh giáo tính danh các hạ sao lại tỏ thái độ như vậy, lẽ nào không xứng hay sao? Tuy vừa nói vừa cười, nhưng ngữ khí nghe ra không còn khách khí như trước nữa. Mậu Văn thần sắc đang tái nhợt chợt đỏ lên rồi chuyển sang tái, dường như đang cố đè nén cơn phẫn nộ trong lòng, trầm giọng nói. Tài hạ và các hạ không quen biết, không thân thích, cũng không thù oán, nói tóm lại là hoàn toàn không liên quan, các hạ lại tra hỏi tính danh lai lịch tài hạ làm gì. Chàng cười nhạt nhấn giọng. Huống gì ám khí của tài hạ sử dụng cũng là kim kiếm, nhưng cũng chưa từng mạo phạm đến thanh danh kim kiếm hiệp, lẽ nào trong thiên hạ chỉ có duy nhất các hạ dùng kim kiếm này làm ám khí sao? Kỳ Mộc Phương Chính hơi ngớ người ra, lập tức nhướng cao đôi mày nói. Rất đúng, rất đúng. Loại kim kiếm này mọi người đều sử dụng được, không phải duy nhất một mình tài hạ sử dụng. Nhưng, anh ta thâu liếm nụ cười, nói tiếp. Hai chữ ngụy tạo là phát ra từ miệng các hạ, chớ không phải tài hạ nói ra. Mậu Văn thoáng ngạc nhiên, kim kiếm hiệp Thủy Mộc Phương Chính tiếp giọng. Các hạ nếu nói không liên quan gì đến tài hạ, lời đó tài hạ không dám gật bừa. Mậu Văn ánh mắt rực lên nghiêm giọng. Tài hạ và các hạ có liên quan gì, lẽ nào các hạ cũng là? Kỳ Mộc Phương Chính ngắt lời. Các hạ nên biết tam tài tàng bảo ở cao, hồng lưỡng hồ mà các hạ lấy đi, vốn nên là của tài hạ mới phải. Anh ta vừa nói ra, Mậu Văn mặt biến sắc lùi lại ba bước chỉ mặt nói. Các hạ là ai, sao lại biết chuyện đó? Mậu Văn chuyển giọng. Tam tài tàng bảo là ai lấy đi, lẽ nào các hạ tận mắt thấy tài hạ lấy hay sao? Đúng vậy, tài hạ chính mắt thấy tam tài bảo tàng được các hạ lấy đi. Kỳ Mộc Phương Chính lấy từ trong người ra một cuộn giấy mỏng, có lẽ vì quá lâu ngày nên đã ngã màu. Anh ta căng cuộn giấy ra trước mặt Mậu Văn nói. Đây là vật gì, các hạ chắc đã thấy qua rồi. Mậu Văn quét mắt nhìn trang giấy, sắc mặt càng biến đổi hơn, trầm ngâm khoảnh khắc mới gật đầu đáp lời. Kỳ Mộc Phương Chính nói tiếp. Tài hạ có được bức tam tài mật đồ này có lẽ trước xa các hạ, nhưng tài hạ lúc đó tinh cần luyện võ, không thể phân tâm bởi vật này. Cho đến trước đây hơn một năm tài hạ võ công tạm thành đạt mới dựa theo sự chỉ dẫn trong bức mật đồ này để tìm đến tam tài bảo tàng mà cả trăm năm nay người trong võ lâm đều mong ước. Mậu Văn cúi đầu trầm ngâm, miệng lầm bầm tính thầm. Trước đây một năm, chàng chợt ngẩng đầu hỏi. Các hạ lúc đó sao không dám đi lấy? Kỳ Mộc Phương Chính mỉm cười tiếp lời. Tài hạ lúc đó cô thân độc hành tuy muốn lấy nhưng lực bất tòng tâm, vào được kho báu nhưng trở về tay không. Vốn muốn tìm ngay vài người trợ giúp lằn huống hồ để lấy bảo vật, nhưng tài hạ cả đời độc lai độc vãng, tìm người trợ giúp nói ra tuy dễ thực hành lại rất khó. Kỳ Mộc Phương Chính cuộn mảnh giấy cất vào trong người, nói tiếp. Và lại tam tài bảo tàng nằm sâu dưới lòng hồ, người lấy được nó không những giỏi bơi lặn mà còn phải vượt qua khỏi những tay thuộc hạ họ Tiêu canh giữ trên hồ. Mậu Văn ngầm gật đầu thấy Phương Chính đưa ba ngón tay ra nói. Tài hạ nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có ba vị hậu nhân của ngũ hồ Long Vương Long Tài thiên danh chấn thiên hạ năm xưa, nay đã ẩn cư. Về địa vị trong thủy lộ, lão ta còn vượt hơn cả hỏa nhãn kim điêu tiêu trì. Ba vị hậu nhân đó gọi là ngũ hồ Tam Long, họ không những giỏi võ công, bơi lặn, lại là người hiệp nghĩa, không thấy tài bảo mà sinh lòng tham. Nếu cầu được ba người này hỗ trợ thì không gì bằng. Nhưng... Mậu Văn mặt hơi biến sắc hỏi. Nhưng họ không rảnh hay sao? Phương Chính trả lời. Tài hạ cũng nghĩ rằng sau khi ngũ hồ Long Vương ẩn tích 20 năm trước đây,
Ngũ hồ Tam Long cũng ẩn tích theo gót phụ thân, tại hạ lại không mấy quen biết, làm sao họ đáp ứng được, nhưng bệnh át phải tìm thầy, tại hạ biết rằng không hy vọng gì, nhưng cũng tìm đến gặp thử. Mậu Văn cười nhạt, chắp tay ngửa nhìn lên trời. Phương Chính nhìn chàng với dáng cười chẳng ra cười, nói tiếp. Tại hạ phí rất nhiều tâm lực mới hỏi ra nơi ẩn cư của ngũ hồ Tam Long ở trên đảo Sùng Minh vùng cửa khẩu Trường Giang. Tại hạ liền tốc trình đến đó, không ngờ họ đều đi khỏi đảo chỉ còn lại hai tiểu đồng giữ tỉnh xá. Anh ta thở ra một cái, kể tiếp. Lúc đó tại hạ cảm thấy rất kỳ quái, nghĩ rằng họ là những người ẩn cư, sao lại cùng rời khỏi đảo. Bèn truy hỏi hai tiểu đồng ban đầu không nói, hỏi quá mới trả lời, hôm trước có một vị thiếu niên anh Tuấn đến đây giao đàm với gia sư suốt đêm, đêm đó thấy gia sư vừa khóc lại vừa cười, tôi cũng rất ngạc nhiên. Sau đó gia sư cùng đi với vị thiếu niên đó. Tài Hà thấy hai tiểu đồng đánh mắt nhìn nhau, dường như không muốn nói ra. Tài Hà bèn dục ta và ân sư là thân hữu cố giao mấy mươi năm, lần này đến đây là có cấp sự, các người cứ nói ra đi, ân sư không trách cứ đâu. Mậu Văn cười lãnh đạm tiếp lời. Không ngờ rằng các hạ không những giỏi võ công, mà còn giỏi cả về khiếu ăn nói. Nếu người khác thì e rằng hai tiểu đồng đó sẽ không bao giờ mở miệng nói ra. Phương Chính dường như hoàn toàn không hiểu ý trong lời nói, vội đáp lại. Không dám, không dám. Mậu Văn hừ một tiếng trong mũi. Phương Chính nói tiếp. Hai tiểu đồng ngước mắt nhìn kỹ Tài Hạ mới nói, khi đi gia sư đều mang theo những bộ y phục lặn nước vốn lâu nay chưa từng dùng tới, nói là đến Cao Hồng Lưỡng Hồ ít nhất một tháng, lâu lắm là ba tháng sẽ trở về. Tôn khách nếu có chuyện gì quan trọng thì xin ở lại để đợi gia sư. Phương Chính ngừng lại giây lát đoàn kể tiếp. Tài Hạ nghe nói bất giác giật mình, thầm nghĩ, lẽ nào họ được người khác thỉnh đi tìm Tam Tài Bảo Tàng rồi sao? Lúc đó liền tức tốc đi ngay. Mậu Văn vẫn ngước mắt nhìn trời, Thủy Mộc Phương Chính chậm rãi buông giọng. Tài Hạ tốc trình suốt ngày đêm, đến ngay nơi tàng bảo ở Cao Hồng Lưỡng Hồ. Lúc đó vào tiết mùa thu, khói sóng bao phủ mịt mù. Dưới ánh trăng mờ nhạt, Tài Hạ phát hiện có 5 người súm lại trên hồ vốn không có dấu chân người. Mậu Văn thay đổi sắc mặt, hạ ánh mắt nhìn thẳng vào mặt đối phương. Giọng của Phương Chính vẫn tiếp tục cất lên. Tài Hạ ấn mình trên một ngọn cây cách đó đầu ngoài 7 trượng, vận nhãn lực quan sát thấy trong nhóm đó có 3 người vận y phục lặn nước, và một thiếu niên anh Tuấn dáng vẻ thư sinh, còn một người Tài Hạ không nhận ra, nhưng dưới ánh trăng thấy người đó thân thủ trầm mảnh, ánh mắt sáng rực, rõ ràng là một nội gia cao thủ. Tài Hạ thầm đoán, 3 người vận y phục lặn nước có lẽ chính là ngũ hồ Tam Long, nhưng không biết thiếu niên thư sinh đó là ai. Chỉ thấy những người kia đều rất tôn kính đối với thiếu niên thư sinh. Tài Hạ cảm thấy kỳ quái, không biết vì thiếu niên đó có lai lịch từ đâu. Thủy Mộc Phương Chính vừa nói vừa đánh mắt nhìn Mậu Văn. Mậu Văn trầm giọng. Thiếu niên thư sinh đó đã biết nơi tàng bảo tất nhiên cũng có bức mật đồ tàng bảo. Vì đại không thường nhân trưởng giáo tổ sư phái thiếu lâm năm xưa đem bức mật đồ vẽ thành 3 bức cũng không nói rõ bức nào là chính cả, bởi vậy đương nhiên ai đến trước được trước, các hạ đã đến chậm một bước lại oán trách ai chứ. Và lại thiếu niên đó đã có bức mật đồ tất nhiên có lai lịch, các hạ hà tất phải tra hỏi. Thủy Mộc Phương Chính tiếp lời. Đúng vậy. Lúc đó Tài Hạ cũng nghĩ rằng thiếu niên đó đã có bức mật đồ, thế thì nếu không phải là đệ tử thiếu lâm cũng nhất định là truyền nhân của Hải Thiên Cô Yến danh chấn thiên hạ năm xưa. Mậu Văn liền ngắt lời. Thế thì các hạ nhất định là thuộc hạ của phái Võ Đương. Chàng chợt nhiên hiểu ra. Thảo nào vừa qua khi các quần hùng đại loạn, nhưng Thanh Phong kiếm Chu Bạch Vũ vẫn ngồi im lặng một chỗ như chết, thì ra lão đã biết trước Tam Tài Bảo Tàng đã bị lấy đi, bởi vậy Mạc Nhất Thượng Nhân vừa nghe qua lời lão nói cũng quay gót trở về ngay. Thủy Mộc Phương Chính cười ha ha nói. Các hạ quả là người sáng suốt, Tài Hạ là đệ tử phái Võ Đương. Mậu Văn lắm phần ngạc nhiên. Phái Võ Đương từ khi Nhất Đại Kiếm Hào Bạch Lão Tông Sư qua đời, theo ta biết, đệ nhất cao thủ phái Võ Đương hiện thời là Thanh Phong kiếm Chu Bạch Vũ, võ công cũng không cao lắm, sao Thủy Mộc Phương Chính này lại có võ công cao đến như vậy? Bên tai lại nghe Thủy Mộc Phương Chính nói tiếp.
Tài Hạ chăm chú nhìn năm người đó, chỉ thấy họ nói nhỏ gì một hồi, thiếu niên thư sinh chợt lên tiếng. Như vậy làm phiền Long huynh quá. Ba nhân vật vận y phục lặn nước đó cùng đáp. Không dám, không dám, thiếu hiệp đã có lệnh của gia phụ, dù có đạp lên dầu sôi lửa bỏng huynh đệ ta cũng không chối từ. Ba người đó liền cầm dây nhảy xuống nước, họ quả không thẹn là ngũ hồ tam long khi họ nhảy xuống không hề bắn lên một giọt nước. Chương 16, thù cha ân mẹ. Thủy Mộc Phương Chính trầm ngâm một lát nói. Tài Hạ một phần ngầm bội phục tài bơi lặn của huynh đệ họ Long, một phần lại cảm thấy kỳ quái. Ngũ hồ Long Vương đã hơn 20 năm nay biến mất tung tích, trong giang hồ không có người nào biết được nơi ẩn cư của lão ta, thế nhưng thiếu niên thư sinh đó niên kỷ còn trẻ sao lại biết được tung tích của Long lão tiền bối. Đồng thời còn có lệnh của Long lão tiền bối, ngũ hồ tam long mới theo thiếu niên thư sinh đến Cao Hồng Lưỡng Hồ. Mậu Văn bèn tiếp lời. Các hạ quả là người thông minh tuyệt đỉnh, chuyện gì cũng không qua khỏi mắt các hạ. Không dám, không dám. Các hạ quá khen, Tài Hạ lúc đó trong sương mù chỉ thấy thiếu niên thư sinh và tay đại hán hai tay nắm một đầu sợi dây, đứng trên bờ hồ, độ thời khắc sau họ cùng kéo dây từ từ, lùi lại mười mấy bước. Tài Hạ thầm lo sợ bị họ phát hiện ra nơi ẩn thân. Không ngờ họ không đến dưới gốc cây. Hai tay tiếp tục kéo lên, mặt nước nổi bọt lại lồi lên bốn cái dương. Thân hình hai người lao đến như điện ôm bốn dương đó trong tay, lúc này mới biết rằng tay hán tử xem ra võ công tuy rất cao, nhưng thân thủ của thiếu niên thư sinh còn cao hơn nhiều. Thủy Mộc Phương Chính quét ánh mắt nhìn lên trên mặt Mậu Văn, hiện nụ cười đầy thâm ý đoàn nói tiếp. Cứ như vậy họ kéo dài từ trong hồ lên mười mấy cái dương xem ra rất nặng, ngũ hồ tam long cũng lên bờ cười mãn ý, nói. May không nhục mệnh. Vì thiếu niên thư sinh ôm quyền vái chào rồi mở trương ra. Lúc đó thấy trên nét mặt thiếu niên thư sinh tuy có nụ cười, nhưng không lộ vẻ cuồng hỉ, Tài Hạ thầm tán thán vì thiếu niên đó quả là bậc nghĩa hiệp. Thủy Mộc Phương Chính lại nhìn vào mặt Mậu Văn, chậm rãi nói tiếp. Sau đó vì thiếu niên nói gì với tay hán tử mấy câu, tay hán tử liền huýt một tiếng, từ tứ phía lập tức nhảy ra bảy tám bóng người, trong tay mỗi người cầm một cái bao. Tài Hạ cũng thầm mừng, vì nếu không thận trọng thì e rằng hành tung đã bị họ phát hiện từ trước. Mậu Văn mỉm cười nói. Với thân thủ như các hạ, những tay hán tử đó võ công dù có cao bách bội cũng khó phát hiện ra hành tung của các hạ. Hai người cùng cười, đối mặt nhìn nhau như đã thấu hiểu được nhau. Nhưng Mậu Văn cũng có phần đề phòng, sợ Kim Kiếm Hiệp sẽ phản ứng bất ngờ khi những bí mật của mình không muốn người khác biết. Thủy Mộc Phương Chính cất giọng. Những tay đại hán xuôi tay đứng nghiêm, thiếu niên thư sinh vẫy tay ra hiệu, họ liền lấy toàn bộ những vật trong dương bỏ cả vào bao. Tài Hạ đứng xa nhìn, chỉ thấy hào quang lấp lánh, những vật đó hầu như toàn là hoàng kim châu báu. Mười mấy chiếc dương chỉ còn lại vỏ không, thiếu niên thư sinh bảo với tay đại hán trung niên trên tay đang ôm một cái hộp vuông. Lương huynh, để xuống đây cho tiểu đệ. Tay trung niên đại hán để hộp vuông xuống rồi dẫn bảy tám tay đại hán kia đi mất. Những vật trong bao xem ra rất nặng nhưng họ lướt đi như bay, thân thủ của họ quả không tồi. Mậu Văn nhíu mày hỏi. Sau đó các hạ có bám theo họ không? Tài Hạ vốn muốn bám theo họ, nhưng lại thấy thiếu niên thư sinh không biết từ đâu lấy ra hộp vuông đó, lấy những vật trong dương ra cài vào trong mười mấy chiếc dương. Tài Hạ ở xa nhìn không rõ, nhưng cũng nhận ra đó là loại tên nỏ. Thiếu niên thư sinh thao tác xong, liền đứng dậy ngẩng mặt lên trời cười nói. Lấy máu trả máu, lấy máu trả máu. Nay các ngươi cũng nên thưởng thức ý vị thấm thía của người khác ám toán. Rồi thiếu niên thư sinh quay sang chuyển giọng. Nhưng lại làm phiền cho Long huynh. Giọng của Thủy Mộc Phương Chính hơi ngừng lại, rồi tiếp. Lúc đó, ngũ hồ tam long cùng đáp, thiếu hiệp sao lại nói vậy, có gì cứ dặn bảo, huynh đệ ta không từ nan. Vừa nói, ngũ hồ tam long vừa đem những chiếc dương đó trở lại xuống nước. Thiếu niên thư sinh chắp tay đứng trên bờ, miệng lẩm bẩm nói gì Tài Hạ nghe không rõ. Thủy Mộc Phương Chính liếc xéo nhìn Mậu Văn một cái, dòng vẫn cất lên đều đều.
Tài Hà tưởng rằng sự việc như vậy là xong, không ngờ thiếu niên thư sinh lại lấy trong người ra một trang giấy. Tài Hà thoáng nhìn đủ biết đó là bức mật đồ tàng bảo, trong lòng cảm thấy kỳ quái, không biết chàng ta lấy bức mật đồ đó từ đâu. Chỉ thấy chàng ta cuộn bức mật đồ lại rồi bỏ vào trong một cái hộp nhỏ màu vàng, quay sang nói với Ngũ Hồ Tam Long, trang giấy này đã trở thành vô dụng, nhưng lại là một miếng mồi ngon, khi miếng mồi ngon này được bọn chó đói phát hiện, thì chúng ta sẽ được thưởng thức một tuồng hảo hí. Mậu Văn lườm ánh mắt, lạnh giọng. Các hạ nghe thật rõ nhỉ? Ha ha, Tài Hạ không những nghe rõ, mà thấy cũng rất rõ. Mỉm cười nói giọng trầm chĩa. Ngày xưa có một người rất thông minh, mọi chuyện trong thiên hạ đều không che được mắt lão ta cũng rất đắc ý. Không ngờ bị Phật Tổ Như Lai phạt lão ta biến thành một người ngu ngốc vừa câm lại vừa điếc vì tội nghe quá nhiều và thấy quá nhiều. Có một người khác càng thông minh hơn lão ta, những điều nghe thấy cũng nhiều hơn, nhưng không nói gì, cuối cùng người này đương nhiên tự cao tự đại. Các hạ chắc có lẽ cũng biết sự cố đó chứ. Thủy Mộc Phương Chính ngẩng đầu cười, trở giọng. Cố sự đó rất hay, thí dụ như Tài Hạ tuy đã biết thiếu niên thư sinh đó đem bức mật đồ làm thành một miếng mồi ngon, đem miếng mồi ngon thả vào trong tay đệ tử cùng Gia Bang, lại không biết giở trò thế nào khiến cho Hầu Lâm biết được tin tức đó, ra tay giết chết đệ tử cùng Bang, còn ngầm loan tin cho họ Tiêu vùng Lưỡng Hồ, nói rằng bức mật đồ đã lọt vào tay Hầu Lâm. Thủy Mộc Phương Chính quét ánh mắt nhìn Mậu Văn, nói tiếp. Tài Hà còn biết rằng thiếu niên thư sinh làm như vậy là vì anh ta có mối thâm cừu với Linh Xà Mao Cao, bởi vậy vô kích động võ lâm thiên hạ, khiến cho họ phẫn nộ trở tay tiêu diệt Mao Cao, vì biết rằng Mao Cao dù có võ công cao đến đâu cũng không địch nổi lực lượng của toàn võ lâm thiên hạ. Mậu Văn hừ một tiếng, ngắt lời. Vậy các hạ ắt cũng biết thiếu niên thư sinh đó chính là Tài Hà chứ? Đúng vậy. Mậu Văn hét một tiếng, trong tay tỏa ra luồng kim quang lấp lánh, chàng sấn bước chĩa tay thẳng vào ngực đối phương, gằn giọng. Các hạ là ai? Có quan hệ gì với Mao Cao? Thấy luồng kim quang đã chiếu thẳng vào huyệt Ngũ Tuyền trước ngực, không ngờ Thủy Mộc Phương Chính ngẩng cổ cười lớn. Mậu Văn liền thu hồi lực đạo quát. Chuyện này không có gì đáng cười, nếu các hạ còn cười tiếp thì sẽ. Thủy Mộc Phương Chính chợt ngưng cười, trầm giọng. Ta cười vì các hạ xem ra là người thông minh tuyệt đỉnh, không biết sao lại nói ra lời ngu ngốc như vậy. Mậu Văn bất giác sững người. Phương Chính nói tiếp. Các hạ lẽ nào không biết người đối đầu số một của Mao Cao lại là Tài Hạ sao? Các hạ lẽ nào không biết thiết toán tử kế mưu chết trong tay ai? Tài Hạ nếu có quan hệ với Mao Cao thì các hạ lúc này đâu có còn được nói cười đùa giỡn bên cạnh ái nữ của Mao Cao. Nói xong, anh ta cất giọng cười giòn, tiếng cười vang xa. Mậu Văn trong đầu rối lên, thanh kim kiếm trong tay từ từ hạ xuống. Thủy Mộc Phương Chính chợt im bặt, chú mục nhìn Mậu Văn, nói. Tài Hạ từ khi bắt gặp các hạ ở Cao Hồng Lưỡng Hồ trong lòng ngầm bội phục, bởi vậy thời gian trở lại đây Tài Hạ luôn lưu ý đến những cử chỉ và hành động của các hạ, thấy các hạ niên kỳ tuy trẻ, nhưng hành sự rất khéo léo, kể cả loại gian xảo như Mao Cao cũng bị che mắt. Tài Hạ vốn rất ít quen biết nhưng đối với các hạ lại rất muốn làm quen. Các hạ nếu cho rằng Tài Hạ có mưu đồ khác như vậy khiến cho Tài Hạ quá thất vọng. Mậu Văn nhìn thẳng vào Phương Chính, thấy anh ta ánh mắt rực lên, phong thái uy nghiêm, trong lòng có phần hổ thẹn, thở ra một hơi dài, nói. Tài Hạ và Mao Cao đúng là kẻ thù bất công đới thiên, dù có vung đao giết chết gã ta cũng không rửa hết mối hận trong lòng. Bởi vậy, như các hạ đã nói, Tài Hạ cần phải có những hành động tinh vi và bảo tay để đối phó với hắn ta. Ánh mắt toát đầy vẻ đau thương và căm hận, chàng đứng lặng người đi. Thủy Mộc Phương Chính mỉm cười nhẹ giọng. Tài Hạ đêm khuya đến quấy nhiễu các hạ là vì một việc. Việc gì xin cứ nói ra. Tài Hạ thời gian gần đây tuy đã hiểu các hạ nhiều nhưng có một điều mà Tài Hạ không thể hiểu được. Điều gì? Tài Hạ nghĩ rằng bức mật đồ tàng bảo đó có lẽ các hạ đã lấy từ tay Nhất Đại Kỳ Nhân Hải Thiên Cô Yến, đồng thời các hạ đương nhiên phải có mối quan hệ mật thiết với Ngũ Hồ Long Vương, và lại loại tên nỏ các hạ cài trong những chiếc dương kia có cùng loại với tên nỏ của vị tiền bối thánh thủ tiên sinh Thuần Vu Độc Tú.
Tài hạ không biết các hạ sao lại được ba vị tiền bối đó truyền thụ, quả là một điều khó hiểu. Mậu Văn mỉm cười trả lời. Ba vị tiền bối đó cùng ẩn cư trên một cô đảo ở hải ngoại, tài hạ cô thân từ nhỏ, được ba vị ân sư giáo dưỡng thành người. Thủy Mộc Phương Chính vỗ tay lên trán nói. Thảo nào các hạ niên kỷ tuy trẻ thân thủ lại kinh người như vậy, thì ra là môn hạ của ba vị tiền bối này. Tài hạ cũng có điều muốn thỉnh giáo các hạ. Tài hạ tận ngôn giải đáp. Mậu Văn liền hỏi. Không biết các hạ là môn hạ của vị tiền bối nào trong võ đương? Thủy Mộc Phương Chính trả lời. Tài hạ vốn là một thư sinh chuyên thu thập các loại cổ thư cửu sách, vô tình lại phát hiện một cuốn võ công bí kíp của lão tiền bối Nhất Đại Kiếm Hào của phái võ đương năm xưa lưu lại, bức mật đồ tàng bảo cũng được lão kẹp giữ ở trong đó. Mậu Văn cười lớn nói. Thảo nào lại như vậy? Ngẩng đầu nhìn thấy Phương Chính đang cúi đầu trầm tư, như đang khơi dây hồi ức, Mậu Văn thầm nghĩ. Lẽ nào người này cũng có vãng sự đau buồn hay sao? Chỉ nghe Phương Chính than nhẹ nói. Trước đây 17 năm, tài hạ là một thư sinh bần khổ. Một hôm lang thang trên đường, gặp một nhóm cường tặc cưỡi ngựa ngang qua, chặn bắt và cướp phá tài bảo của Trấn Vũ Tiêu Cục, đem vàng bạc vung vãi đầy đường, tài hạ đang ngạc nhiên không hiểu, không ngờ có một đạo nhân lưng đeo thanh trường kiếm hỏi tài hạ nếu muốn học võ công lão sẽ thu nhận làm môn hạ. Tài hạ thấy lão ta cũng băng nhóm với bọn cường tặc kia, nên một mực cự tuyệt. Anh ta hơi ngước mắt nhìn lên, nói tiếp. Sau đó tài hạ mới biết băng nhóm đó do Linh Xà Mao Cao cầm đầu, bởi vậy sau khi thành đạt võ nghệ, hễ gặp đến những tiêu cục của Mao Cao, tài hạ ra tay cướp phá sạch. Phương Chính ngẩng đầu cười, nhấn giọng. Đó gọi là lấy đạo thiên hạ để trị thiên hạ. Hai người đốt mắt nhìn nhau cùng vỗ tay cười. Mậu Văn ban đầu vốn có lòng hoài nghi đối với vị kim kiếm hiệp này, nhưng đến giờ những nỗi hoài nghi đó đã tan biến, thay vào đó là sự đồng cảm và thương xót cho nhau. Mậu Văn từ sinh ra đến lúc trưởng thành, giai đoạn hồn nhiên và đẹp đẽ nhất của cuộc đời đều bị chôn vùi trên cô đảo với chu vi không quá trăm dặm. Bên cạnh chàng là những bậc kỳ nhân ẩn thân trên đảo lâu năm, tuy rất được họ yêu thương đùm bọc, nhưng tuổi tác lại cách xa vời vợi. Huống gì họ là những ẩn sĩ xa lánh trốn trần ai, ngán kiếp phù sinh, tuy rất thương yêu Mậu Văn, nhưng họ không biểu hiện ra bên ngoài. Do vậy Mậu Văn sống cuộc đời luôn thiếu vắng tình cảm, thiếu vắng sự vỗ về âu yếm của tuổi thơ. Thêm vào đó thân mang nặng mối huyết hải thâm cừu, làm cho trái tim chàng càng trở nên băng giá. Lúc này cùng tâm tình với Phương Chính, trong lòng mới thật sự cảm nhận được ý nghĩa của hai chữ tình cảm mà trong suốt cuộc đời chàng luôn thiếu vắng. Làn gió nhẹ thoảng qua, lá cây khẽ rung rinh, hai người sánh bước bên nhau. Thủy Mộc Phương Chính mỉm cười nói. Trời đã sắp rạng sáng, tài hạ tuy rất muốn cùng trò chuyện với các hạ, nhưng cũng biết rằng các hạ không thể nán lại được nữa. Sau này chúng ta còn có dịp để hội ngộ, nếu các hạ không ruồng bỏ, tài hạ sẽ tìm đến thăm bất cứ lúc nào, có điều. Giọng anh ta trầm lại. Các hạ đã mang mối huyết hải thâm cừu, càng phải cảnh giác thận trọng, Linh Xà Mao Cao là một tên xảo trá quỷ quyệt, lòng dạ thâm trầm, biểu hiện bên ngoài tuy không có ý hoài nghi các hạ, nhưng bên trong không hẳn như vậy. Các hạ thiên tư anh phát, nhưng từ ngàn xưa đến nay anh hùng là kẻ đa tình, do vậy đối với chữ tình các hạ nên suy nghĩ và đắn đo hơn. Mậu Văn trái tim giật thót, đáp dòng thành thật. Tài hạ xin ghi tạc lời vàng ngọc đó. Trong lòng thầm nghĩ phụ thân và Thạch Lân há không phải đều vì chữ anh mà lụy thân đó sao? Mậu Văn không khỏi buông một tiếng than buồn rười rượi, ngẩng đầu nhìn thấy Phương Chính với ánh mắt đầy vẻ chân thành, nắm chặt tay mình, rồi từ từ quay gót bước đi. Mậu Văn mãi nhìn theo hình bóng anh ta khuất dần trong màn đêm, chàng cảm thấy Phương Chính như một thần long khi ẩn khi hiện. Nghĩ đến những lời tâm huyết của Phương Chính trước lúc chia tay, trong lòng càng khơi dậy bao nỗi sầu tư. Mậu Văn ngẩng đầu nhìn bầu trời thăm thẳm, mặc nhiên tự nói với mình. Cưu thứ, tên ngươi tuy gọi là cưu thứ nhưng cưu phụ lại tuyệt đối không thể tha thứ. Nhưng ngươi sao lại quên đi ân mẫu thân nuôi nấng ngươi thành người và dùng ý khi tròn đặt tên cho ngươi. Ngươi nếu vung đao để báo thù, há không sợ làm thương tổn đến lòng của mẫu thân ngươi sao?
Nhưng ngươi nếu không báo được mối thâm cừu này, thì sao làm tròn được phần làm con đối với phụ thân ngươi ở nơi chín suối? Mậu Văn buông tiếng thở dài, than vãn. Hỡi ông trời xanh, ông bảo ta nên làm thế nào bây giờ? Phụ thân ơi, phụ thân! Thứ nhi này biết phụ thân rất thương yêu mẫu thân, nhưng thứ nhi này nếu vì phụ thân mà báo thù thì không thể không làm tổn thương cõi lòng mẫu thân. Mậu Văn dầm chân nói. Thứ nhi này không biết phụ thân là người thế nào, nhưng biết rằng phụ thân là người chính trực, những điều thấp hèn vô sỉ tuyệt đối không đụng đến. Bất kể là ai sát hại phụ thân, thứ nhi này đều phải báo thù. Nhưng người đó lại là anh ruột của mẫu thân. Mậu Văn vội trở về khách điếm, trong lòng đã hạ quyết tâm, bất cứ điều gì cũng không thể làm thay đổi ý định đã quyết khi rời khỏi Hải Thiên Cô Đảo, đó chính là phục thù. Cho dù chàng không đích thân ra tay giết chết linh xà Mao Cao, nhưng chàng phải làm cho Mao Cao chết trong lưới bùa của mình. Thân hình chàng lướt nhẹ và nhanh phàm tốc, lúc này trời đã rạng sáng, nhưng người ta không thể nhìn rõ thân hình chàng. Dù có thấy cũng ngờ ngợ là mắt mình bị hoa, vì ít có ai tin rằng lại có người thân pháp cao như vậy. Mậu Văn mong sao mình về tới khách điếm trước khi Mao Văn Kỳ tỉnh giấc. Cuộc trò chuyện vừa rồi khiến cho chàng càng lo lắng hơn về những ngày sắp tới. Mậu Văn trở về khách điếm, đảo mắt nhìn, thấy song cửa vẫn mở giống như lúc đi, tất cả đều không có gì thay đổi, xung quanh là bầu không khí tĩnh mịch, ai cũng không thể phát hiện chàng đã rời căn phòng suốt đêm. Mậu Văn an tâm thầm mỉm cười. Mậu Văn cuốn lai áo lướt nhẹ người qua song cửa để tránh gây tiếng động. Nhưng ánh mắt vừa quét nhìn vào phòng chàng bỗng khựng lại, hai tay án song cửa, luồn giữa không trung một vòng, vì khi chàng quét ánh mắt nhìn, phát hiện có một người đứng lù lù trong phòng. Song cửa vốn lâu nằm không sửa sang, khi chàng án mạnh tay kêu, rắc một tiếng. Người đứng trong phòng mỉm cười lên tiếng. Mậu huynh trở về rồi à? Chương 17, đi không từ biệt. Mậu Văn thất kinh giật mình, đáp chân xuống đất, người đó đã lên tiếng tiếp. Vào đi, trong này không có ai nữa cả. Nhận ra đối phương, Mậu Văn thở phào một tiếng, thì ra người đó không là ai khác ngoài Thạch Lân. Vì vậy Mậu Văn cũng mỉm cười hỏi. Thạch huynh sao lại có mặt ở đây? Chàng đề khí bay người vào phòng, thuần tay khép xong cửa lại, trong lòng thầm nghĩ. Thiếu trang 6, 7 cuốn 3. Năm tháng đau thương dài răng rẳng, đó là lời gia mẫu thường nói. Thạch thúc phụ thấy có đúng không? Thạch Lân trầm mặc gật gật đầu, thả mắt nhìn xuống nền nhà mờ mịt nói. Người gọi ta là Thạch huynh cũng được. Trong những năm gần đây, cuộc sống của ta dường như đã thoát rời khỏi vãng sự. Chỉ có lúc này gặp được lão đệ, vãng sự tuy khó sống lại trong lòng, nhưng ta cũng nghĩ về nó. Lão đệ, lệnh đường nay có được mạnh khỏe không? Lâu nay các người sinh hoạt ra sao? Ánh mắt anh ta vẫn cúi nhìn xuống nền nhà tối tăm, như muốn tìm từ nơi đó những cái gì không tối tăm. Mậu Văn cúi đầu trầm ngâm giây lát, cuối cùng chàng kể ra nơi mà chàng đã sinh ra và lớn lên, rồi nói. Gia mẫu đầu tuy bạc, nhưng vẫn còn khỏe mạnh. Gia mẫu có lúc cũng nhớ đến cố nhân, cũng muốn quay trở về thăm nhưng... Thạch Lân nói giọng buồn bã. Ta biết, ta nếu là lệnh đường ta cũng không quay trở về. Anh ta lại nói tiếp. Hèn nào lão đệ niên kỳ tuy trẻ, võ công lại cao đến như vậy, thì ra lão đệ được mấy vị kỳ nhân tiền bối rất nổi danh trong võ lâm cả trăm năm nay truyền đạt võ nghệ. Ôi! Trước đây 17 năm, lúc đó ta cho rằng kiếm thuật đã thành đạt, không ngờ dưới hai chiêu của người khác ta đã không kham nổi. Thạch Lân ngẩng lên nhìn Mậu Văn nói. Lúc đó ta nếu biết hai vị quái khách đó vốn có thiện ý đối với lệnh đường, ta đâu có ra tay. Mậu Văn cười tiếp lời. Chuyện đó gia mẫu cũng từng kể với Tiểu Điệt. Ngươi lấy hai chữ Mậu Văn để đặt tên, có thể. Mậu Văn liền nói. Tiểu đệ vốn có tên Cưu Thứ, đó chính là tên gia phụ đã đặt cho Tiểu Điệt. Còn hai chữ Mậu Văn là dùng đại vậy thôi. Thạch Lân nói thầm trong miệng. Cưu Thứ. Anh ta chợt nói lớn. Lão đệ có biết ý của lệnh đường tròn hai chữ đó không? Cưu Thứ, vốn là Mậu Văn, mở to đôi mắt lại nghe Thạch Lân nói tiếp. Lão đệ, ngươi tuổi trẻ anh phát, giống như phượng giữa đàn gà.
Với trí tuệ và võ công như lão đệ sẽ không khó gì khi thực hiện những đại sự kinh thiên động địa trên thế gian này. Nhưng nếu lão đệ lấy tư thù làm trọng thì lão đệ sẽ nhầm đấy. Cưu Thứ nhường cao đôi mày kiếm, lớn tiếng. Kẻ thù bất công đái thiên, không báo thù không phải là người nữa. Nhưng lão đệ nên biết cừu gia của lão đệ lại chính là huynh trưởng trong nội thân của Lệnh Đường. Lão đệ làm như vậy không sợ làm thương tổn đến tấm lòng của mẫu thân sao? Cưu Thứ thở hắt ra một cái, hạ ánh mắt nhìn xuống, trầm giọng. Thạch thúc phụ, gia mẫu nói mênh mang trong thiên hạ chỉ có thúc phụ là chi kỷ của gia mẫu. Lúc này tiểu điệt mới biết đó quả không sai. Gia mẫu một mực giấu tiểu điệt về chuyện tiên phụ chính là vì không muốn tiểu điệt phục thù. Nhưng, ôi, bất cứ chuyện gì đều tuyệt đối không thể giấu mãi mãi được. Cái chết thảm khốc của tiên phụ cưu nhi này đã biết rồi thì làm sao bỏ qua được. Ta dù biết rằng trái tim của mẫu thân ta dỉ máu, nhưng thù cha không thể không báo. Thạch Lân hắc dòng cười nhạt nói. Hảo tôn tử, hảo tôn tử. Thạch Lân liền vươn người đứng dậy, nặng lời. Mẫu thân ngươi 9 tháng mang nặng đẻ đau, chịu đựng biết bao nhiêu gian khổ, nuôi dưỡng ngươi, ngươi lại không hiếu mẫu, chỉ biết hiếu phụ còn nói là đạo thiên hạ. Huống gì phụ thân ngươi? Hừ. Cưu Thứ xách ngược đôi mày kiếm, phẫn nộ gằn giọng. Phụ thân ta sao? Phụ thân ngươi sao? Hừ, không nói cũng hiểu. Thạch Lân thân thiết với Mao Băng từ nhỏ, tình cảm kháng khít, sau đó mọi ước vọng đều tan vỡ, do đó anh ta không khỏi ghen hờn Cưu Độc. Nhưng Thạch Lân là một hán tử quang minh lỗi lạc, bởi vậy tuy trong lòng có ghen hờn, nhưng không biểu hiện ra bên ngoài. Cho đến bây giờ, nhiều năm tích hận mới khiến cho anh ta thốt lên lời đó. Cưu Thứ vừa nghe liền nổi cơn thịnh nộ, thậm chí khuôn mặt tuấn mỹ vốn luôn hiền hòa tươi cười của chàng ta, giờ lại đỏ dần lên. Cưu Thứ vỗ bàn chừng nhìn Thạch Lân, trầm giọng. Phụ thân ra sao? Phụ thân ta sống cuộc đời quang minh chính trực, lại vì bọn tiểu nhân mà chết. Thạch thúc phụ, ông và gia mẫu tuy là chi giao, vì vậy Cưu Thứ ta cũng có phần kính trọng ông. Nhưng trong lời nói của ông nếu có sự thất kính đối với tiên phụ thế thì, hừ. Chớ có trách Cưu Thứ này không biết kính trọng tôn trưởng. Thạch Lân cười nhạt. Rất tốt, ta muốn xem ngươi. Anh ta ngước mắt nhìn, thấy trong ánh mắt Cưu Thứ rực lên đầy vẻ căm hận, trong đầu chợt nghĩ đến suốt cuộc đời hành sự của Cưu tiên sinh, bất giác thở dài một tiếng, đang nói nửa chừng liền ngừng lại, thầm nghĩ. Lẽ nào trong võ lâm lại xuất hiện loại ma đầu hành sự khó lường như thế này chăng? Thạch Lân từ từ bước ra phía cửa, quay lại nói. Ngươi đã như vậy ta cũng không nói nhiều làm chi, chỉ cần ngươi còn nghĩ đến ân sinh thành dưỡng dục của mẫu thân ngươi là được. Cưu Thứ lạnh giọng. Điều đó đương nhiên. Chàng đưa tay bưng bình trà. Thạch Lân tiếp lời. Ngươi khỏi phải pha trà, ta phải đi thôi. Nhưng ta nhắc nhở ngươi, lần sau đi đâu trước hết phải tắt đèn và đóng cửa. Nếu không có ta nằm trên giường ngươi giả ngủ, e rằng Mao tiểu thư đã vào thăm dò xem sao rồi. Cưu Thứ lúc này thầm trách trong lòng. Thật hổ thẹn. Nhưng vẫn nói giọng lạnh nhạt. Quả phiền cho các hạ. Ngươi cũng chớ nên cảm ơn ta. Cưu Thứ hỏi. Các hạ muốn nói là mấy lời đó hả? Còn có một lời ta muốn khuyên ngươi, ngươi sau này nếu che giấu hành tung, nên cải trang tinh vi hơn, chỉ nói rằng mình là con nhà phú gia ở Bách Việt e rằng không ổn. Dứt lời, Thạch Lân phẩy tay áo bước ra cửa, không ngờ trước mắt bỗng hoa lên, Cưu Thứ đã đứng chắn phía trước, trầm giọng. Các hạ nên nói rõ một chút, nói nửa chừng đã bỏ đi. Thạch Lân nhếch môi cười tiếp lời. Nếu ta nói thẳng ra, sợ rằng ngươi phải cảm ơn ta. Cưu Thứ hừ một tiếng trong mũi, Thạch Lân nói tiếp. Các hạ tuy là người thông minh, nhưng người khác không phải ngu dốt. Linh xà Mao Cao có được địa vị như hôm nay há có phải là may mắn sao? Các hạ niên kỷ còn trẻ, hoàn toàn không quen biết với Hồ Chi Huy, lại hào phóng chi ra mấy mươi vạn lượng bạc. Nếu người ta không có lòng nghi, hừ, họ đều là ngu cả sao? Cưu Thứ trong lòng cảm thấy thẹn hơn, nhưng miệng lại nói. Nghi ngờ cũng làm gì được. Thạch Lân thầm cười. Thật là cha sao con vậy? Bèn nói tiếp.
Họ nghi ngờ tất sẽ thăm dò. Nhóm thiết kỳ thần tiên đội được phân bố khắp vùng Đại Hà Lưỡng Ngạn, Nam Bắc Trường Giang, chỉ cần họ đến vùng Bách Việt thăm dò qua, sẽ biết ngay lai lịch giả của các hạ. Cưu Thứ giật thót trong lòng, trầm ngâm một hồi, Thạch Lân nói tiếp. Nhưng nhóm thần tiên kỳ sĩ đó chưa đến Bách Việt đã bị Tài Hạ giết sạch. Các hạ yên tâm đi. Thạch Lân chuyển giọng. Ta làm như vậy chỉ là vì mẫu thân ngươi mà thôi. Ngươi cũng chớ cảm kích ta. Nếu nói rằng vì phu thân ngươi, hừ, ta không nói ngươi cũng rõ rồi chớ. Cưu Thứ dương mày tức giận nói. Các hạ thi ân ba phần, sau này ta sẽ báo đáp năm phần. Nhưng trong lời nói của các hạ nếu còn xúc phạm đến tiên phụ thì chớ có trách ta. Bỗng có tiếng cười lanh lảnh từ ngoài cửa vọng vào, theo đó là lời nói trong trẻo vang lên. Làm gì thế, sáng sớm đã nổi giận với ta rồi. Cả hai cùng giận minh kinh hãi, nghe cộc cộc hai tiếng gõ cửa, giọng nói yểu điệu vang vào. Tôi vào được chứ? Cưu Thứ lùi lại mấy bước, Thạch Lân bước tới mở cửa, miệng nói. Mau cô nương phải không? Cô nương dậy sớm nhỉ? Giờ còn sớm gì nữa? Một thiếu nữ bước vào, Thạch Lân nhận ra đối phương bất chợt lùi lại ba bước, ngạc nhiên chăm chú nhìn. Cưu Thứ càng cảm thấy kỳ quái. Cô ta sao lại đến đây? Dòng thiếu nữ vẫn cười giòn giã, đôi mắt phượng liếc nhìn Thạch Lân, rồi dừng lại trên mặt Cưu Thứ nói. Ngạc nhiên à, chính là ta chứ không phải là kỳ muội muội của ngươi đâu. Cô ta nhẹ bước đi đến trước mặt Cưu Thứ, chăm mắt nhìn hỏi. Trông mặt ngươi sao tái mét thế? Nói cho ta biết ai đã khi phụ ngươi, để bổn nương ra tay thay ngươi. Cưu Thứ chấn định tinh thần, trên mặt liền hiện nụ cười, cúi người đáp lại. Tiểu nhân tưởng là ai, thì ra Bách Bộ Phi Hoa Lâm Tiên Nữ. Hôm qua được chiêm ngưỡng Lâm Tiên Nữ, vốn khó thể nào quên. Không ngờ hôm nay tiên nữ giá lâm, tiểu nhân vui mừng khôn xiết. Lâm Kỳ Trinh cười khanh khách, cánh tay ngọc ngà đưa lên chỉ nhẹ vào trán Cưu Thứ, nói. Tiểu huynh đệ, ngươi mở lời thật ngọt ngào, đến nỗi khiến cho ta phải ngây ngất cả người. Dòng điệu cô ta kéo dài ra vẻ là lướt si mê. Cưu Thứ mỉm cười nhẹ lời. Chỉ có kẻ mù mới không cảm nhận được mỹ dung của Lâm Tiên Nữ. Lời của tiểu nhân là phát xuất từ đáy lòng. Lâm Tiên Nữ nếu cho rằng lời tiểu nhân chỉ là chót lưỡi đầu môi thì quá oan cho tiểu nhân. Lâm Kỳ Trinh chớp ánh mắt cười thánh thoát. Tiên nữ của ngươi đã sắp dùng răng rồi, còn nói đẹp hay không đẹp gì nữa. Tuy nhiên, cô ta đưa tay vuốt mái tóc mượt mà, xoay nhẹ eo, nói tiếp. Trong võ lâm thật sự có không ít người nói ta đẹp, ta vẫn cho rằng họ xưng tùng quá lời. Hôm nay ngươi nói lời đó. Cô ta lại ấn nhẹ tay lên trán Cưu Thứ, nói. Ta mới thật sự có chút tin. Thạch Lân hừ một tiếng trong mũi, phẩy tay áo bước đi, bỗng nghe làn hương thơm phảng phất qua. Lâm Kỳ Trinh đã đứng chắn trước mặt, tay trái chống ở eo, tay phải chỉ vào Thạch Lân, hỏi. Ngươi hừ gì, có lẽ nhìn không quen loại người này hả? Cô ta nghiêng mắt nhìn sang Cưu Thứ, nhấn giọng. Tiểu huynh đệ, nói cho ta biết, vừa rồi hắn ta gây sự với ngươi phải không? Cưu Thứ thoáng qua dòng suy ngẫm, liền à một tiếng, bước tới nói. Tiểu nhân quên giới thiệu với Lâm Tiên Nữ, vị này chính là. Lâm Kỳ Trinh ngắt lời. Ngươi không cần giới thiệu, ta đã biết hắn ta là ai rồi. Những năm gần đây ta thường nghe trong võ lâm có một tay kiếm khách là đệ tử võ đương tên gọi Thạch Lân, quanh năm phiêu đáng trong giang hồ, chuyện gì cũng đặt ngoài tai. Ta nghe tên Thạch Lân rất quen, nhưng nghĩ không ra là người nào. Hôm nay gặp ở đây, ta mới rõ là anh ta trước đây đã gặp ở nhà Mao Đại Ca. Cô ta cười lộ hàm răng trắng như ngọc, nói tiếp. Lúc đó anh ta suốt ngày vẫn vít bên băng muội. Vừa rồi ta tưởng các ngươi đang gây gổ, thì ra là bằng hữu. Lâm Kỳ Trinh lùi lại một bước, hạ giọng. Vậy ta không cản đường nữa. Đôi nhãn châu long lanh như hạt minh châu, mỗi câu nói của cô ta đều kéo dài ra nghe thật quyến rũ. Nhưng Cưu Thứ nghe những lời đó, trong lòng không khỏi chấn động thầm nghĩ. Thì ra Thạch Lân và mẫu thân là. Cưu Thứ nhìn chăm Thạch Lân, Thạch Lân cũng ngước ánh mắt nhìn lại chàng.
Bốn ánh mắt chạm nhau phát lửa, không biết là hận nhau, phẫn nộ, hay là có tình cảm gì khác nữa. Thạch Lân thở một tiếng dài thườn thượt quay người bước đi. Cưu Thứ nhìn theo hình bóng Thạch Lân khuất ngoài cửa. Lâm Kỳ Trinh với dáng bộ thướt tha đi đến đặt nhẹ tấm thân nõn nà xuống ghế cười lả lơi nói. Tiểu huynh đệ, ngươi khép cửa lại, đến đây cùng tiếp chuyện với ta được chứ? Cưu Thứ xoay chuyển dòng suy nghĩ, miệng lai hiện nụ cười, thuận tay đóng cửa lại, tự nói một mình. Không biết Kỳ cô nương đã thức dậy chưa? Nếu thức dậy cô ta nhất định qua đây. Cưu Thứ tư nói để một mình nghe kỳ thực chàng đang nói với Lâm Kỳ Trinh. Lâm Kỳ Trinh tiếp lời. Ngươi suốt ngày cứ nhắc đến Văn Kỳ, ngươi biết cô ta thức dậy nhất định sẽ qua đây sao? Cô ta bưng bát trà không đặt vào tay Cưu Thứ. Cưu Thứ mỉm cười cầm lấy, nói. Văn Kỳ nếu thức giấc nghĩ rằng ắt sẽ qua đây. Lâm Kỳ Trinh ánh mắt gợn sóng như làn nước mùa thu, nhếch đôi môi son đỏ mộng, nói. Đỏ chỉ là một mình ngươi nghĩ vậy thôi, chứ người khác không nghĩ như thế. Vậy Lâm tiên nữ nghĩ sao? Cưu Thứ ngạc nhiên hỏi. Lâm Kỳ Trinh liếc mắt một cái, giả bộ hờn dỗi. Ngươi còn gọi ta là Lâm tiên nữ, ta sẽ không nói cho ngươi đâu, để cho người hồ tư loạn tưởng. Vậy nên gọi thế nào? Ngươi nên gọi ta là Thư Thư, còn ta gọi ngươi là tiểu huynh đệ, như vậy có vẻ dễ nghe hơn và gần gũi hơn không nào? Trong ánh nắng ban mai chiếu rọi ở khóe mắt cô ta tuy đã hiện nếp nhăn, nhưng dung nhanh vẫn kiều diễm không thua kém gì năm xưa. Lâm Kỳ Trinh nhấp một ngụm trà, cười lả lơi nói. Ngươi chớ vội, để Thư Thư nói cho ngươi biết. Văn Kỳ sau khi tỉnh dậy, không những không qua đây, mà còn đi đâu chẳng biết nữa. Thì lắc đầu nhẹ nhẹ, nói tiếp. Đáng thương, vì tiểu huynh đệ của ta lại hoài công ở nơi này để đợi cô ta. Ôi, ra đi sao không nói một lời. Thì liếc mắt đưa tình nhìn Cưu Thứ. Cưu Thứ trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nàng đã đi rồi, không nói với ta một lời từ biệt. Vì sao? Chàng vội bước về phía cửa, định đi xem thử thế nào. Nhưng nghĩ lại Bách Hộ Phi Hoa chắc rằng sẽ không dối chàng. Chàng liền dừng bước quay trở lại bàn, nghĩ không ra vì sao Mao Văn Kỳ lại bỏ đi. Mấy hôm nay Cưu Thứ xác định rằng Mao Văn Kỳ đã lọt vào lưới tình của mình. Lọt sâu vào như thế, với bản chất ngây thơ và thuần khiết nàng, nàng sẽ nghĩ về những ngày tháng hạnh phúc của tương lai. Nàng hầu như không muốn trở về với sư phụ, mà chỉ muốn theo chàng. Nhưng lúc này nàng đột ngột bỏ đi, một chuyện khiến cho người ta nghe thấy phải sững sờ. Trong lòng Cưu Thứ giờ đây lại cảm thấy trống vắng, như có cái gì đã mất đi. Cưu Thứ tự hỏi với lòng mình. Lẽ nào vì nàng biết ta đã lừa dối nàng, bởi vậy mới bỏ đi chăng? Lẽ nào nàng đã biết ta là người đến đây tầm cừu báo thù hay sao? Cưu Thứ đứng chết lặng người, bên tai nghe giọng của Lâm Kỳ Trinh cười lanh lảnh nói. Sao lại ủ rũ như vậy, đến ngồi xuống đây để Thư Thư an ủi ngươi. Cô ta đi thì thôi, có can hệ gì? Thiếu nữ trong thiên hạ đã chết hết đâu mà lo. Văn Kỳ cũng chỉ là một con nha đầu mà thôi, có gì tuyệt vời lắm đâu. Cưu Thứ hé môi cười, thầm nghi. Xem ra Mao Văn Kỳ không hẳn vì biết được ý đồ của ta mà bỏ đi, nếu không thì Lâm Kỳ Trinh sao lại đối với ta như vậy. Vì thế nụ cười trên khuôn mặt chàng càng hé dàng lên. Lâm Kỳ Trinh khi mới bước chân vào giang hồ tuổi xuân vừa hé nở, lúc đó thần kiếm thủ Tả Giám thuộc phái Điểm Thương, sư huynh của thị vừa Tả Thế thì đã lao vào cuộc sống buông tuồng phóng đáng. Sau này thì cũng có kiềm chế vài năm, nhưng không lâu sau thì lại càng phóng đáng hơn, thậm chí càng đáng sợ hơn. Những hào khách trong giang hồ đa số đều có nằm trong vòng tay tình ái của vị Bách Bộ Phi Hoa này. Chuyện bí mật đó đã trở thành công khai, nhưng mọi người đều không muốn nói ra. Loại dâm đáng như Lâm Kỳ Trinh thấy Cưu Thứ tuổi trẻ anh tuấn, lẽ nào không sao động trong lòng. Còn Cưu Thứ thì sao? Chàng sao lại không biết dùng ý của Lâm Kỳ Trinh được. Nhưng chàng vẫn thầm nhủ rằng đây là một cơ hội rất tốt, nhân vậy chàng làm như vẻ một người vô tâm cùng trò chuyện tự nhiên với Lâm Kỳ Trinh. Nhưng trong đầu vẫn luôn tự hỏi. Mao Văn Kỳ sao lại đột ngột biến mất?
Mặt trời dần dần lên cao, tên tiểu nhị gõ cửa phòng, nhẹ nhẹ bước vào, đặt bình trà xuống bàn, rồi cũng nhẹ nhẹ bước đi. Tuy gã ta cố kiềm chế trong lòng, nhưng thỉnh thoảng cũng đánh mắt nhìn lén Lâm Kỳ Trinh, thầm nói trong bụng. Tên tiểu tử này thật diễm phúc, đêm qua là cô nương, đêm nay lại là đại nương. Một lát sau gã mang tiếp bình trà vào, chẳng qua là muốn trộm mắt nhìn sắc đẹp của Lâm Kỳ Trinh mà thôi. Đến khi tên tiểu nhị dâng bình trà vào lần thứ ba, khi đi ra, Lâm Kỳ Trinh hơi nhíu đôi mày liễu mỉm cười nói. Ta nán lại ở đây là muốn cùng ngươi nói chuyện thoải mái yên tĩnh. Nhưng người xem đấy, đâu yên tĩnh được. Giờ thế này, tiểu huynh đệ nếu rảnh thì hãy cùng ta tìm một nơi khác để uống vài bát rượu nồng, sau đó. Cưu Thứ thừa hiểu dụng ý của đối phương, nhưng vẫn tươi cười đáp lại. Hôm nay tiểu đệ sẽ phụng hồi thư thư một ngày đầy khoái lạc, ngày mai tiểu đệ còn đi Hà Bắc, phụ thân có cơ nghiệp ở đó, trông tiểu đệ về để sắp xếp công việc. Nếu tiểu huynh đệ thật sự làm cho thư thư tận hưởng được khoái lạc, ngày mai thư thư sẽ tiễn tiểu huynh đệ đến Hà Bắc. Cưu Thứ nghiêng mắt nhìn sang, thấy đôi má đào của cô ta đã ửng hồng, trong lòng thầm nhiếc mắng. Thứ dâm phụ vô sỉ. Trên mặt vẫn hiện nụ cười, dịu giọng. Có thư thư cùng đi, tiểu đệ rất yên tâm. Cưu Thứ thanh toán tiền cho khách điếm xong, hai người cùng ra khỏi phòng. Ra đến cổng, Cưu Thứ mỉm cười quay lại, thấy sắc mặt Lâm Kỳ Trinh đột ngột thay đổi. Chàng nhìn theo ánh mắt cô ta, thấy bên đường có một lão nhân đang ngồi trên ngựa, ánh mắt sắc lẹm đang nhìn xoáy vào mình, thì ra lão ta chính là tả thủ thần kiếm Đinh Y. Lão ta ngồi yên như pho tượng đá, nét mặt cũng không có biểu hiện gì, chỉ có ánh mắt phát ra tia nhìn rừng rực. Sắc mặt làm Kỳ Trinh biến đổi trong giây lát, lập tức trở lại bình thường, chậm chậm bước lên, mỉm cười hỏi. Đinh Tứ Ca, lão sao cũng đến đây? Không phải lão cùng Mao Đại Ca trở về Hàng Châu sao? Đinh Y hừ một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mắt Cưu Thứ, nói. Ta biết ngươi chọn đúng tên tiểu tử này, bởi vậy mới không chịu cùng bọn ta trở về Hàng Châu. Lâm Kỳ Trinh nét mặt trầm hẳn xuống, nhấn giọng. Đinh Tứ Ca, lão nói gì? Tôi thích ai tùy tôi, có ai ngăn cản được? Đinh Y nét mặt dịu lại, gượng cười nói. Thất muội, ngươi chớ nổi giận. Cưu Thứ cười thầm. Tà thủ thần kiếm xem ra cũng có phần sợ bà ta. Lâm Kỳ Trinh bèn hỏi. Vậy lão đến đây làm gì? Đinh Y ném ánh mắt nhìn Cưu Thứ một cái, trả lời. 10 hôm sau Mao Đại Ca tổ chức một cuộc anh hùng thịnh hội ở Hàng Châu. Thịnh hội lần này mời đầy đủ các anh hùng danh trên 63 tỉnh phía Bắc và 7 tỉnh phía Nam. Do đó bảo ta đến đây báo cho thất muội biết. Đại ca sợ thất muội ham chơi đến quên cả chính sự. Nhân lúc này, Cưu Thứ liền bước lên cúi đầu chào Đinh Y, rồi quay sang nói với Lâm Kỳ Trinh. Lâm đại nương đã có chính sự, tiểu đệ xin cáo từ. Dù sao thời gian còn dài, một ngày gần đây tiểu đệ nhất định sẽ hầu tiếp đại nương vài ngày cho thỏa lòng mới được. Chàng cúi đầu chào rồi quay người lớn bước đi, chỉ còn nghe sau lưng giọng của Lâm Kỳ Trinh thốt lên. Người. Lâm Kỳ Trinh chỉ gọi được 2 tiếng, Cưu Thứ đã đi xa. Đinh Y nói. Đại ca đang đợi chúng ta ở Hàng Châu, lần này võ lâm thịnh hội, nếu thất muội chậm trễ là điều đáng tiếc. Cưu Thứ đắc ý vừa đi vừa cười thầm, nghĩ rằng Lâm Kỳ Trinh dù ra mặt có dày đến đâu cũng không thể giữ chân chàng được. Lần này bị Đinh Y giữ chân, Lâm Kỳ Trinh đừng mong tìm ra chàng lần thứ hai. Nhưng sau này Cưu Thứ cần đến thì, sẽ dễ dàng tìm gặp thì. Trong đầu đã định ra một chủ ý, Cưu Thứ tự cười một mình. Đến ngang đường rẽ, một tay đại hán giả dạng thương nhân đánh chiếc xe ngựa đỗ ngay trước mặt. Chỉ thấy hai người cùng đánh mắt thì ý, sau đó Cưu Thứ ngồi vào xe. Tay đại hán vung roi, chiếc xe quay bánh lăn nhanh. Đi được một đoạn, Cưu Thứ cất giọng hỏi. Việc hôm qua ta dặn bảo các ngươi đều hoàn thành rồi chứ? Gã đại hắn cung kính đáp. Tiểu nhân đã bảo Hoàng Tiểu Đao tốc trình suốt đêm đến Hàng Châu, độ 3 ngày sau sẽ có tin tức về Mao Cao. Cưu Thứ hừm một tiếng, tay đại hán nói tiếp. Tên họ Mập Tính Hồ hôm qua vẫn còn ở lại nơi này uống rượu đến tối mới đi.
Có ba tên thuộc nhóm Thiết Kỵ Thần Tiên đội ra khỏi thành tiến về phía đông. Trần Thiết Đồng bám sát theo dõi. Ba tên đó không biết sao lại nằm chết ở ngoài thành, trên người chỉ bi một nhát kiếm, rõ ràng người ra tay rất tài tình và chớp nhoáng. Trần Thiết Đồng xem rất kỹ cũng không biết là ai giết. Cưu Thứ ồ một tiếng, thầm biết rằng chính là do Thạch Lân ra tay. Tay đại hán còn nói thêm. Công tử báo tiểu nhân dò la hành tung của tên vận trang phục màu xanh nhạt, tiểu nhân không nắm được, đêm qua mới bám sát hắn được nửa đường, chớp mắt một cái hắn đã biến mất. Công tử tên đó thân thủ thật kinh người. Như tam nhãn này chưa từng thấy ai như hắn. Cưu Thứ mỉm cười tiếp lời. Người đó ta đã biết, ngươi khỏi phải theo dõi. Tay đại hán có tên Như Tam Nhãn tỏ ra bội phục. Cưu Thứ liền hỏi. Vị cô nương hôm qua cùng đi với ta, ngươi có thấy đâu không? Như Tam Nhãn trợn mắt nói. Đêm qua cô ta không phải cùng nghỉ lại với công tử trong khách điếm sao? Suốt đêm không thấy cô ta ra khỏi khách điếm. Cưu Thứ à, một tiếng, nhíu mày thầm nghĩ. Vậy thì nàng đi đâu? Chàng cúi đầu trầm mặc. Như Tam Nhãn cung kính nói. Hiện tại tiểu nhân còn có năm huynh đệ ở vùng này, đang nghỉ chân ở Tăng thì ra từ phía ngoài thành, công tử nếu có dạy bảo gì tiểu nhân sẽ báo với họ ngay lập tức. Mấy hôm nay làm khổ ngươi nhiều. Cưu Thứ lấy từ người ra một tờ ngân phiếu, cũng chẳng cần để mắt xem thử bao nhiêu, đưa cho Như Tam Nhãn, bảo. Ít bạc này ngươi cầm lấy để xài tạm. Như Tam Nhãn trợn to mắt nhìn, vỗ tay vào túi lớn tiếng. Công tử làm gì vậy? Lần trước đã đưa cho tiểu nhân cả ngàn lượng bạc, cả mấy huynh đệ tiêu không hết. Giờ còn đưa làm gì nữa? Công tử tiểu nhân hành sự đâu phải vì tiền. Lương đại ca thường nói anh hùng trong thiên hạ trừ công tử ra sẽ không có người thứ hai, đại ca bảo tiểu nhân luôn theo bên cạnh công tử, đây cũng là một sứ mệnh mà tiểu nhân phải làm tròn. Cưu Thứ dúi tờ ngân phiếu vào trong tay Như Tam Nhãn, mỉm cười nói. Điều đó ta cũng hiểu, có điều ít bạc này ngươi cứ cầm lấy, ngươi không cần nhưng mấy huynh đệ có lúc lại cần. Cưu Thứ chuyển giọng. Ta cũng muốn đến Tăng thì ra từ xem thử thế nào, nhân tiện ta cần tìm một người chuyển thư báo cho lương đại ca của ngươi và ba huynh đệ Tính Long, nói với họ nội trong 10 ngày đều phải có mặt ở Hàng Châu. Bây giờ đã ra khỏi thành Tăng thì ra từ còn cách phía trước không xa. Như Tam Nhãn thúc ngựa lao đi nhanh hơn. Gá ưỡn ngực hứng làn gió xuân vẻ rất hứng thú. Đến một cánh đồi hoang, gá bỗng cho xe dừng lại vểnh mũi ngửi ngửi mấy cái, reo lên. Mùi thơm, thùi thơm. Bọn này không biết nướng thịt chó ở chỗ nào nghe thơm thật. Công tử có khi nào dùng thịt chó chưa, người nào dùng nó rồi thì không thể quên được. Cưu Thứ mỉm cười lắc đầu, ngước mắt nhìn thấy xung quanh tĩnh mịch vắng lặng, cỏ hoang mọc đầy. Đằng sau những cây dương liễu lưa thưa là bức tường cũ kỹ, nghĩ rằng đó chính là Tăng thì ra từ. Chương 18, Độc Long Trưởng. Không khí mùa xuân ở vùng ngoài ô thật trong lành mát mẻ, trong bầu không khí trong lành đó lại có mùi hương tỏa ngát. Cưu Thứ mỉm cười nói. Ta thường nghe trong 100 loại thịt thịt chó là thơm nhất nhưng lại chưa bao giờ nếm thử. Hôm nay phải nếm mùi vị đặc biệt đó mới được. Như Tam Nhãn cười ha hả. Ô công tử sau khi ăn nó xong thì kể cả thịt gà thịt vịt đều chẳng cần dùng. Bức tường của Từ Miếu trông đã hư hoại tiêu điều, cánh cổng chính vốn được sơn màu đỏ nay cũng đã ngả màu theo năm tháng. Vừa bước đến cổng, Như Tam Nhãn liền cất cao giọng. Này các ngươi chớ tham ăn nữa, nhanh ra đây xem ngoài này là ai. Không ngờ trong từ đường vẫn lặng ngắt không có tiếng người. Như Tam Nhãn buông dòng trách mắng. Bọn này tham ăn chẳng kể đến ai cả. Gá liền bước vào thấy ở giữa chánh đường có một bếp lứa, phía trên có một cái giá bằng ba thanh gỗ treo thòng xuống một cái nồi đồng, từ trong nồi khói bốc nghi ngút mùi thơm cũng tỏa ra từ đó. Nhưng ngồi xung quanh bếp lửa không phải là những người như gá ta nghĩ, mà là hai lão nhân gầy ốm, râu tóc đều đã bạc, hai cặp mắt cứ chăm nhìn vào nồi thịt chó. Một người cầm ở trong tay một hồ lô rượu, chẳng để ý gì đến Như Tam Nhãn đang la hét ở ngoài. Như Tam Nhãn ngạc nhiên đứng khựng lại, miệng đang nói cũng há hốc nói không ra lời.
Cưu Thứ vừa bước theo vào cũng bất giác ngạc nhiên, thấy hai lão nhân với y phục vận trên người tuy khâu vá chẳng chịt nhưng rất sạch sẽ, chòm râu trắng thả dài, mái tóc bạc trắng lại búi ngược lên trên, dùng cây ô mộc găm lại. Như Tam Nhãn Đinh Thần trở lại, bước nhanh vào, hỏi. Nhị vị Đào gia, nhị vị có thấy năm huynh đệ ta đi đâu không? Hai lão nhân nửa đạo nửa đời này nhìn nhau một cách cùng cười và nói lớn. Huynh đệ ngươi là ai? Như Tam Nhãn trợn to mắt đoàn nói. Năm huynh đệ ta, một người cao cao ốm ốm, tay xách dương thuốc, đeo chuỗi nanh hổ, một người mặt đầy râu, vận áo đen ngắn, một người lại to mập. Hai vị đạo nhân cùng lắc đầu, một lão có thân hình cao, ngồi cao hơn vị đạo nhân gầy ốm kia gần một cái đầu, chậm rãi trả lời. Người mà thí chủ nói bần đạo không thấy. Lão kia cũng nói. Bần đạo đến đây từ sáng sớm, nơi này vốn không có một bóng người, những người mà thí chủ nói e rằng đã đi từ trước rồi. Như Tam Nhãn nổi giận trừng mắt quát. Thật không? Hai vị đạo nhân chỉ mỉm cười, chẳng để mắt tới gã ta. Một lão cầm lấy đôi đũa dài gần cả xích từ từ thọc vào trong nồi. Như Tam Nhãn trợn mắt định buông lời quát tháo bất ngờ trên vai bi nắm chặt cả người bị kéo lùi lại mấy bước. Gã ngoái đầu nhìn, thấy ánh mắt Cưu Thứ tỏ ra khác thường, gã liền bặt miệng lại. Cưu Thứ khi vừa bước vào từ đường đã nhận ra hai đạo nhân này không phải là người tầm thường, trong lòng sinh nghi. Thấy họ bần áo quần rách dưới, nhưng hai tay lại trắng như ngọc, lão có thân hình cao lớn móng tay để dài cả hai thốn, đoạn ngoài hơi cuốn lại. Cưu Thứ trong lòng không khỏi chấn động. Đến khi lão kia đưa đũa thọc vào nồi, Cưu Thứ phát hiện thêm một điểm lạ. Lão ta người vốn thấp, nồi thịt lại treo rất cao, đúng ra lão sẽ với tay không tới, nhưng khi lão đưa tay lên, người vẫn ngồi yên, thế mà cánh tay lại như dài ra mấy thốn. Cưu Thứ thầm kinh ngạc. Nơi này sao lại có bậc nội gia cao thủ đó? Lúc này trời đã sắp vào hạ, Như Tam Nhãn đứng gần đống lửa chỉ mới mấy giây mồ hôi đã tuôn ròng ròng, nhưng hai vị đạo nhân kia vẫn ngồi điềm nhiên không biết nóng là gì, đây là đặc điểm gì thường của những bậc nội gia cao thủ. Cưu Thứ được mấy vị kỳ nhân tuyệt đỉnh đương thời giáo huấn, do đó biết rất rõ. Bởi vậy khi thấy Như Tam Nhãn trợn mắt dương uy, Cưu Thứ liền nắm vai áo kéo giật lại, khiến gã ta càng ngạc nhiên hơn. Cưu Thứ trầm ngâm khoảnh khắc nói. Có lẽ họ đã đi rồi. Như Tam Nhãn vẫn kiên quyết khẳng định. Mấy huynh đệ nói đợi tiểu nhân ở đây, sao lại đi được? Không lẽ chuyện gì đã phát sinh sao? Cưu Thứ vừa ngẫm nghĩ, vừa quay người bước ra cửa, Như Tam Nhãn theo sau. Cả hai cùng ngước mắt nhìn đám cỏ cây tùm xung quanh từ đường, bỗng phát hiện có những vệt máu nhỏ giọt theo lối cỏ bị dạp xuống chảy dài ra sau. Như Tam Nhãn la lớn. Công tử, máu. Hai người cùng lần theo vệt máu, đôi mắt đảo nhìn xung quanh những lùm cây. Như Tam Nhãn bỗng á lên một tiếng thốt lên. Công tử sao lại thế này? Trước mặt bỏ là năm gã hán tử máu me giàn rùa nằm phơi mình giữa đám cỏ, người cứng đờ cả năm đều bị biến đâu mất hai lỗ tai. Cưu Thứ đôi mày nhíu sát lại, cúi xuống sờ xem thấy họ vẫn còn thở, bất chợt thở dài, nói. Không sao, họ chưa táng mệnh, chỉ bị điểm trọng huyệt mà thôi. Hai tay đưa lên tờ làn điện vỗ một người ba cái, năm gã hắn tử cùng thở ra một hơi dài, kêu la rên rỉ. Như Tam Nhãn hận giọng. Đây nhất định là do bọn thuộc hạ của Mao Cao gây ra. Hừ, rồi một ngày hắn lọt vào tay ta, ta sẽ băm hắn ra trăm mảnh. Cưu Thứ ngạc nhiên hỏi. Huynh đệ ngươi vì ta hành sự, có người biết hay sao? Như Tam Nhãn lúc đầu nguẩy nguẩy, đáp. Công tử, chuyện gì chứ chuyện đó dù có đánh chết tiểu nhân cũng không hé môi nói ra. Cưu Thứ lẩm bẩm. Vậy kỳ quái thật, ai lại có loại thủ pháp điểm huyệt thường thừa này? Lúc này năm gã đại hán đã lồm cồm bò dậy, vừa thấy Như Tam Nhãn liền thất thanh kêu lên. Tam ca, huynh giờ mới đến à? Ôi, bọn tiểu đệ bị người ta trừng trị thật thảm thương. Như Tam Nhãn dầm chân nói. Ai trừng trị các ngươi nói nhanh ra. Vì này chính là công tử gia, ngươi nói ra để công tử ra tay trừng trị. Năm gã đại hán cùng quỳ xuống trước mặt Cưu Thứ. Cưu Thứ lướt nhìn qua, liền bảo.
Để họ nghỉ một lát rồi nói sau cũng không muộn, ngươi lấy nhanh kim sang dược ra để trị thương cho họ. Gã đại hán đeo chuỗi nanh hổ liền đáp. Kim sang dược trong Dương tiểu nhân đã có sẵn, khỏi phiền đến công tử. Có điều, bọn tiểu nhân lần này không hiểu sao lại bị người khác xẻo mất tai, thật điên người. Ngưu Tam Nhãn dầm chân ngắt lời. Ai xẻo tai các người, nói đi. Người đó là ai bọn tiểu đệ nhận không ra? Đêm qua nghe lão thất mua về mấy cân thịt và rượu, bọn tiểu đệ đang ăn uống. Thì người đó chạy vào xẻo tai các người, đúng không? Gã ta gật đầu, lại lắc đầu đáp. Vốn không có vậy, sau đó nghe lão thất nói ra. Gã đánh mắt nhìn sang gã đại hán cạnh bên một cái, ngập ngừng nói tiếp. Nghe lão thất vừa uống vừa nói, nghe nói vị công tử đó tuy trẻ nhưng rất tài nghệ, đã chiếm được vị ái nữ của Lâm Châu Mao Cao vào tay mình. Tiểu đệ hỏi, ngươi sao biết được? Nghe lão thất nói. Gã ta ấp úng không dám nói ra. Cưu Thứ trong lòng thoáng động, đôi mày cau lại, vội dục. Nói ra đi. Gã đại hán đáp. Nghe lão thất nói chính lão tận mắt thấy công tử cùng vị ái nữ của Mao Cao vào nghỉ lại ở khách điếm cùng ở một phòng. Lão còn nói, gã tính Mao đã biết công tử không thật sự yêu thích cô ta, mà cố ý. Gã ta vừa nói ngang đó, từ sau lùm cây bỗng có tiếng cười lạnh lùng, mọi người cùng giật mình quay đầu lại nhìn thấy một nữ nhân vận bạch y xuất hiện, tóc dài xóa ngang vai, giống như một bóng ma hiện hình. Cưu Thứ mặt biến sắc, lúc này tuy là ban ngày nhưng chàng vẫn cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc theo xương sống. Bạch y nữ nhân từ từ tiến lại sau lưng, nhưng Cưu Thứ vẫn đứng nghiêm như tòa núi vì biết rằng một người muốn đối phó bất cứ tình huống nào phát sinh, phương pháp tốt nhất là trấn tĩnh tinh thần. Còn mấy tên đại hán thì cơ nhục trên mặt giật giật lên từng hồi đầy vẻ hoảng sợ, nếu không có sự trấn tĩnh của Cưu Thứ ắt phải vỡ mật mà chết. Bạch y nữ nhân lúc này đã dừng lại, thân hình bất động, ánh thái dương chiếu xuống mái tóc dài, làn gió nhẹ thoảng đưa tà áo, bà ta hé môi cười nhạt, nhưng trên nét mặt vàng héo không tìm ra được nụ cười, chẳng khác nào một người từng dưới nấm mồ chui lên. Cưu Thứ quay đầu lại ngầm điều hòa chân khí, gắt giọng hỏi. Bà là ai? Đến đây có ý gì? Bạch y nữ nhân chiếu cặp ma nhãn nhìn vào mặt Cưu Thứ buông giọng nghe rần rợn. Tìm ngươi? Tìm ta? Cưu Thứ kinh ngạc hỏi lại lời đó, chàng nghĩ không ra mấy khi mình gặp mặt người này cũng đâu có quan hệ gì với bà ta. Với khuôn mặt ghê rợn đó chỉ cần gặp qua một lần sẽ vĩnh viễn không quên. Chàng vững tin rằng ký ức của mình lần này tuyệt đối sẽ không lừa dối mình. Trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào bà ta cũng cùng băng đảng với Mao Cao? Vì vậy liền hỏi dòng cảnh giác. Có việc gì? Bạch y nữ nhân cất giọng cười thâm trầm, lướt nhanh người tới từ phía sau từ đường tợ một làn khói mỏng thoáng qua, nói như ra lệnh. Lại đây. Bà ta đi với thế phàm tốc, Cưu Thứ thấy vậy thầm kinh ngạc. Nữ nhân sao lại dựa vào chân không lướt người đi nhanh như vậy? Sao lại có võ công cao đến như vậy? Tiếng quát của bà ta chưa dứt, bỗng nghe từ trong từ đường có tiếng cười sang sảng vòng ra. Tiếp đó vị bạch phát đạo nhân từ cửa sau từ đường cất bước đi ra, hai luồng nhãn quang quét nhìn bạch y nữ nhân, rồi bước đến cạnh bên Cưu Thứ mỉm cười nói. Rượu chưa hết, đình chưa tan, thí chủ hà tất phải vội vàng. Buổi đầu sơ ngộ, xin thí chủ vào đây dùng chung với bần đạo một bát rượu. Rồi lão nắm tay Cưu Thứ kéo đi, giống như không hề biết có bạch y nữ nhân đang đứng trước mặt. Cưu Thứ cảm thấy nhẹ trong người, liền đáp lại nụ cười, như thầm cảm ơn sự xuất hiện đúng lúc của lão, bèn đáp. Đạo trưởng đã có nhã ý như vậy, vãn bối cung kính bất như tòng mệnh, chàng quay sang bảo với Ngưu Tam Nhãn. Mấy huynh đệ này huyệt đạo đã khai thông, máu cũng ngưng chảy, ngươi coi quan tâm chăm sóc họ tốt hơn. Vì bạch y nữ nhân vẫn đứng chắn ngang trước mặt. Cưu Thứ không biết nên xử lý thế nào với nữ nhân kỳ dị tuyệt luân không rõ lai lịch này. Trong lúc đang lúng túng đã nghe lão đạo nhân cười lớn nói. Vì nữ thí chủ này sao lại đứng chắn đường bần đạo, xin nhường sang một bước để bần đạo. Bạch y nữ nhân dán mất nhìn vào mặt Cưu Thứ như mọc rễ vậy, ngoài Cưu Thứ ra dường như bà ta không để ý đến ai khác.
Ta không cần biết ngươi là người thế nào, cũng không cần biết ngươi có ý định làm gì, nhưng... Giọng của bà ba rít lên từng chữ một qua kẽ răng, khiến cho mọi người nghe phải lạnh xương sống. Không đợi người khác xen lời, bà ta nói tiếp. Từ nay về sau, nếu ngươi chỉ cần đụng ngón tay vào Mao Vạn Kỳ, ta sẽ chặt tay ngươi. Mắt ngươi nếu còn nhìn Mao Văn Kỳ, ta sẽ móc mắt ngươi. Và lại, ngươi nếu không chấm dứt ngay nụ cười trên mặt ngươi, ta sẽ làm cho ngươi vĩnh viễn không tìm thấy được nụ cười. Nói xong, ánh mắt bà ta vẫn chăm chú nhìn Cưu Thứ, nhìn nét cười trên mặt chàng. Nụ cười vốn có trên mặt chàng quả nhiên biến mất. Bạch y nữ nhân, hừ, một tiếng vẻ vừa lòng, nhưng tiếng hừ chưa dứt, Cưu Thứ bỗng phá lên cười nói. Lời nói của đại nương tài hạ nghe chẳng hiểu gì hết cả. Nếu đại nương không phiền lòng, xin nói do cho biết tài hạ vì sao không được nhìn Mao Văn Kỳ. Lúc này Cưu Thứ thấy nét mặt bà ta vẫn không có biểu hiện gì, nhưng ánh mắt lại bắt đầu di động. Trong ánh mắt bà ta chứa đầy sự đau khổ và mâu thuẫn, loại nhãn sắc này chỉ có những người cố khắc chế dục vọng mới có, chàng không biết vì sao một người dường như không hề có tình cảm như bà ta lại có loại nhãn sắc đó. Bạch y nữ nhân chợt đưa hai tay ra, Cưu Thứ thầm kinh ngạc, không ngờ bà ta lại vỗ hai bàn tay vào nhau cái, bốp miệng nói. Không đi hả? Vị đạo nhân đảo mắt quan sát, miệng liền thâu liếm nụ cười, dường như đang cố suy nghĩ điều gì. Cưu Thứ liền mỉm cười đáp lại. Tài hạ đang muốn đi, nhưng đại nương đứng chắn đường. Chưa dứt lời, bỗng nghe vị bạch phát đạo nhân hét lớn. Độc Long Trưởng. Bạch y nữ nhân nói giọng lạnh lùng. Không sai. Vị đạo nhân như bị vấp phải rắn, liền nhảy lùi lại hai bước. Cưu Thứ giận mình cả kinh, bị lão nhân nắm tay nên chàng cũng nhảy lùi theo. Chàng cảm thấy lão đạo nhân nắm tay mình càng lúc càng chặt hơn, cánh tay bỗng được thả ra, trước mắt chàng hoa lên, lão đạo nhân đã lao người lên, song trường phát ra đánh thẳng vào bạch y nữ nhân. Trường thế nhanh như gió, trường phong mạnh như bão. Cưu Thứ thầm thán phục, vì đạo nhân này võ công quả bất phàm. Bạch y nữ nhân liền lách người sang năm xích, thốt lên. Ngươi thấy rồi chứ, đây là lão ta bức bách ta đồng thủ chứ không phải ta cố ý phá giới. Vừa nói, bà ta vừa rời ánh mắt nhìn sang phía bức tường bên phải, rồi phất tay áo, một trường phát ra với kình lực ôn nhu nhằm vào hướng lão đạo nhân. Trường thế tuy nhẹ, nhưng lão đạo nhân dường như đã sợ hãi sẵn, không dám tiếp trường của bà ta. Cưu Thứ đang suy tính chưa định được nước cờ, bất ngờ từ phía bờ tường bên phải vọt lên một bóng người, giọng nhỏ nhẹ vang lên. Sư tỷ. Cưu Thứ vừa thoáng thấy người đó liền buộc miệng kêu lên. Văn Kỳ, quả nhiên là nàng ở nơi này. Chàng chưa dứt lời, bỗng cơ một luồng trường phong ập tới, trường phong nhẹ và ôn nhu tở như không có lực đảo. Cưu Thứ đang tập trung chú ý đến Mao Văn Kỳ, thoáng thấy trường ập tới, theo bản năng tự vệ chàng cũng phát ra một trường. Nhìn thấy trường của chàng và trường của bạch y nữ nhân sắp sát vào nhau, lão đạo nhân mặt biến sắc quát dừng lại không kịp. Cùng lúc Mao Văn Kỳ từ trên tường đáp người xuống, than một tiếng buồn buồn gọi. Sư tỷ, sao lại như vậy?